Mở bài cho mày ơi. Ơi, em mở bài à hay chị Thanh? Em chứ còn gì nữa. Chị Thanh. Rồi cứ bắt đầu đi. Mà anh mở bài đi. Chỉ thế Vâng. thôi nha. Ok. Thì đầu tiên thì cũng xin gửi lời chào đến toàn thể các thầy cô cũng như các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ có chương trình về seminar về làm chủ domain và hosting, để làm thế nào để các bạn có thể có những kiến thức quan trọng hoặc là có những cái kiến thức bổ ích mà khi sau chương trình mà các bạn áp dụng được, các bạn đi thi để tự tin này. Cái thứ hai là các bạn cũng có một cái kỹ năng gì đó để các bạn có thể hành nghề hay là kiếm ăn, thì đấy cái là một trong những cái mà mong muốn giữa của thầy và thầy An. Thì trước cái buổi mà seminar này thì hai thầy thầy và thầy An cũng trò chuyện với nhau rồi, thì cũng bảo nếu mà mình làm như một cái buổi mà nó quá cứng ấy, thì các bạn cũng sẽ hơi nhàm chán. Cho nên là gì ạ? Buổi hôm nay trên tinh thần là chia sẻ và giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn. Hosting và domain cực kỳ dễ. Bây giờ chúng ta chỉ có biết là chúng ta chắc lại những cái mà kiến thức mà thầy cô giáo dạy trên lớp này. Đấy, các bạn trau dồi thêm này, các bạn ứng dụng thêm thực tiễn này, các bạn tìm ra cách để các bạn áp dụng được thực tế này. Đấy là những cái mà thầy và thầy An cũng sẽ mong muốn. Thì đầu tiên là về cái domain và hosting. Cái này thì hầu cái mà kinh nghiệm của các lớp của kỳ này thì thầy và thầy An vấp phải rất là nhiều bạn là có cái gọi là nhiều bạn vẫn chưa chưa thực sự là gì ạ? Hiểu hơn về domain và chưa thấy sự tầm quan trọng của domain và hosting. Khi các bạn đang làm học ở ngành web, các bạn ra trường, các bạn muốn làm về chuyên ngành về 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 thiết kế web, thì cái việc đầu tiên ấy, hầu như các tất cả các công ty hay là tất cả những doanh nghiệp không bao giờ người ta giao trách nhiệm cho các bạn làm cái thiết kế đâu, hoặc là code, hoặc là có giao nhưng giao rất ít, và người ta sẽ giao trước cho các bạn về cái vấn đề là quản trị về domain và quản trị về hosting để hỗ trợ khách hàng. Thì từ những cái mà nhu cầu như vậy, đúng không, nhu cầu là như vậy, thì trường mình luôn là sẽ ưu tiên cái môn về domain hosting, không bao giờ bỏ qua. Và cái thứ hai là gì ạ? Trước thời gian trước với thế hệ của các thầy ấy, thì cái domain và hosting là gần như là mới, và cái lĩnh vực đấy kiếm tiền rất là nhiều. Hiện tại bây giờ cũng không thể cũng không 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 thiếu việc. Các bạn hầu như các bạn chạy theo là gì? Chúng ta trở thành lập trình viên, nhưng mà cái việc mà quản trị ấy, thì là một trong những cái cần thiết và một trong những cái mà đang không phải là hết đó đâu, các bạn phải như cái đấy. Thì tí nữa thầy sẽ sâu ra một số cái mà các bạn ấy thường thường mắc phải. Thì đầu tiên là thầy sẽ nói về cái định nghĩa về domain và cái hosting. Sau đây thì cũng sẽ có một cái ví dụ mang tính chất thực tiễn, cũng là một cái mà món quà dành cho thầy An, nghĩa là hậu sinh nhật, hôm qua là sinh nhật thầy An, nhưng mà chương trình lại book sang ngày 27 đấy. Thì các bạn nghe rõ không? Nếu mà các bạn nghe rõ thì các bạn comment một cho thầy cái à. Rồi chúng ta thấy mọi người còn chat lên, không mọi người còn chat đâu à, rồi ok rồi. Thì để mà chúng ta hiểu được về domain hơn và hosting hơn ấy, thầy sẽ cho các bạn một cái ví dụ. Này, một ví dụ thôi. Sau ví dụ này là thầy An cũng phải phát biểu nhé, thầy An nhé. Chúc mừng sinh nhật thầy An. Tạo được add-on là gì? Cảm ơn thầy. Add-on domain nhưng không chạy được. Ok. Thì Mình sẽ tập những cái như hợp vậy ấy, thì chúng ta sẽ giải quyết trong ngày hôm nay. Đấy. Thì khó, những cái phần khó là chắc chắn là thầy An sẽ giải quyết cho các bạn. Còn thầy sẽ làm những phần dễ. thầy cứ nói Nào. quá, không có thầy tôi làm một mình sao được. Rồi. Ok, thế thì Recording in progress. thầy chia sẻ lại màn hình nhé. Chia sẻ toàn hình. Chuyển được màn hình chưa nhỉ? Màn Thấy màn hình code thôi. hình Ok, code à? giờ thấy màn hình cốc cốc rồi, có thể chuyển sang mode Vâng, full vâng. screen rồi.
Ok, để full screen nhé. Thì đây là một cái ví dụ thực tiễn thôi, một thực tiễn để cho các bạn hiểu thêm về domain và hosting. Thì cũng xin giới thiệu, xin giới thiệu là gì ạ? Đây là một câu chuyện giữa thầy An PH 21 và thầy Hoàng Anh đúng không? Anh 136. À đây là chúng ta đã nhầm tên này đúng không? Các bạn phải nhận biết đây là thầy An đúng không? Hai ông cháu già và Đấy. sắp già. Đây là hơi lỗi kỹ thuật đấy nhá, lỗi kỹ thuật đấy. Lỗi kỹ thuật các bạn phải đấy. Thầy là gì? Anh H136, còn đây Thầy là đi thầy chơi An đâu lung tung, thầy còn dùng tên 21. tôi chứ thầy không dùng tên thầy đúng không? Nhưng mà hôm nay là chúng ta sẽ có hai nhân vật chính, nhưng mà chúng tôi sẽ không phải là anh H136 nữa, và chúng tôi không phải là An PH21 nữa, mà chúng ta sẽ... thầy sẽ là đại diện cho DNS server và thầy An sẽ là đại diện cho là người dùng đầu tiên. Giả dụ nhé, giả dụ là một cái ví dụ thực tế rằng tất cả những người yêu cũ của thầy An là thầy Hoàng Anh nắm rõ hết đấy. Đấy, thế thì thầy An là có tính hay quên mà, thì mỗi lần là gì ạ, thầy An liên hệ lại với người yêu cũ thì thầy An làm như nào? Chịu rồi, không yêu nữa thì xóa số ra khỏi danh bạ chứ để làm gì nữa, Đấy. không nhớ được. Đấy, thế là gì ạ? Đấy là cái cơ hội nha, cơ hội cho thầy Hoàng Anh là kiếm được tiền đúng không? Kiếm được tiền thầy An, thế là thầy An lại phải lại phải gọi cho thầy Hoàng Anh rằng: "À, thầy Hoàng Anh ơi, thì người yêu cũ 1.com đúng không? Nghĩa là gì? Người yêu cũ 1 của tôi đang ở đâu? À đang ở đâu?" Thế là thầy Hoàng Anh nhanh trí, thầy bắn tiền bắn khoản đấy, tiền khoản đấy, tài khoản đấy. Đấy, thế là thầy sẽ trả về một cái dãy số. Thì cái dãy số đấy thì ở đây là thầy sẽ đại diện nhé, đại diện một cái dãy số, nó giống như một cái địa chỉ hay còn gọi là một cái số điện thoại, nó không khác gì một cái danh bạ điện thoại. Ví dụ như là gì, các bạn để cái tên của một người mà bạn thân của mình, sau đó và kèm theo là số điện thoại. Thì ở đây là gì, chúng ta sẽ có hai cái đối tượng là tương tác, là cái tương tác là user là các bạn, là đóng vai trò là các bạn. Đấy. Khi mà các bạn truy xuất hay khi các bạn truy cập vào một cái website nào đó, bắt buộc là các bạn phải sử dụng cái người ta gọi là tên miền. Vì sao? Vì cái số điện thoại rất là khó nhớ. Đấy, khi mà các bạn truy xuất tên miền thì bắt buộc là gì? DNS server là có nhiệm vụ sẽ cung cấp lại cho bạn cái thông tin mà các bạn truy vấn. Giống như là cái thông tin là thầy sẽ trả lại cái thông tin của thầy 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 An. Nhưng mình như thầy nhầm ảnh người yêu cũ một của tôi rồi, người yêu cũ một tôi trông gầy hơn mà thầy đang Không, vụ lắm. thầy đây mô phỏng rất là rõ ràng nhé. Đây là người yêu cũ của thầy An đấy, người yêu cũ của thầy An, và đây là cái thể hình người ta gọi là gì, cái tiêu chuẩn chuẩn của Epoly ấy, Epoly và thầy An này, thầy lại đam mê cái tiêu chuẩn này đấy, tiêu chuẩn công chúa mà, cứ là công chúa là được đấy. Thế thì khi đó đúng không? Khi đó là thầy An có được cái số điện thoại, thì thầy An thì toàn bộ cái thông tin đó thì thầy An sẽ gọi đến người yêu cũ, mà người yêu cũ thì là gì, ở trong lâu đài, công chúa mà, công chúa của thầy An mà đúng không? Thì cái lâu đài đó thì người ta sẽ gì, ví như một cái hosting. Thì đây là một cái tổng quát gọi là một cái rất là liên hệ từ thực tế để cho các bạn hiểu à. Tại sao lại chúng ta sẽ có DNS server? Nếu mà các bạn không có DNS server ấy thì các bạn sẽ không nhớ được cái dãy số hay là cái địa chỉ, hay cũng như là cái số điện thoại của người yêu cũ thầy An chẳng hạn. Gu của Ok, thầy mặn gì? thầy Hoàng Anh phải nói giúp cho thầy An cũng như là các bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa của domain, hay là tên tên tiếng Việt nó là tên miền. Câu chuyện phăn phăn nó sẽ cắt ngang ở đây một chút vì sợ các bạn cuốn theo câu chuyện này rồi lại quên mất là chủ đề chính của chúng ta là cái gì. Thì thầy Hoàng Anh đã nói bắt đầu mở đầu câu chuyện bằng một câu chuyện rất là hay về người yêu cũ của thầy. Đây Quả là thực một thầy món quà thôi, một quà cho thầy thầy An. thầy thầy có nhiều người yêu cũ Đúng quá và không nhớ hết được thật, mà thầy Hoàng Anh cũng tài là tại sao thầy chỉ thi thoảng kể thôi mà thầy Hoàng Anh lưu sạch số điện thoại người yêu cũ của thầy như này. Thì thực ra thì qua câu chuyện này là các thầy muốn nói với các bạn về cái cách làm việc giữa trình duyệt với lại cái thế giới trên internet, nó tìm cái trang web nó ở đâu.
Thì đấy là câu chuyện rất dài kỳ mà chúng ta sẽ nói trong xuyên suốt buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và thầy Hoàng Anh sẽ bắt đầu với các bạn bằng câu chuyện là tên miền là cái gì và tầm quan trọng của nó. Mời thầy. Ok, thì cái mà tên miền là gì? Tên miền thì là ra gọi là domain name, đúng không? Nghĩa là domain là tên miền. Nghe nó cũng hơi lòng vòng đúng không? Nhưng mà cái gì? Khi mà tất cả các máy tính ấy, trên hệ thống Internet đều cùng roi mạng Internet, bắt buộc chúng ta phải đánh địa chỉ. Các bạn đã hiểu cái vai trò như vậy. Đánh địa chỉ thì tôi mới biết à, tôi từ máy A thì tôi mới đến gì máy tính số B ở trên mạng Internet. Mà khi đó đúng không, thì chúng ta không thể nào đánh bằng những cái dãy số bình thường được. Thì đấy là quy cách đánh mạng, thì người ta thường gọi là IP. IP giống như cái số điện thoại thôi, số điện thoại thì nó sẽ có cái dãy số rất là dài, nó không chỉ là gì 1.000 máy tính, không chỉ là 10.000 máy tính, hàng triệu máy tính. Đấy. Thế thì cái bài toán là khi mà chúng ta truy cập Internet, chúng ta không thể nào suốt ngày là chúng ta gõ được cái địa chỉ IP. Chúng ta gõ cái địa chỉ IP của một cái máy tính đối diện, hoặc là một máy tính, ví dụ là dân trí chẳng hạn. Chắc chắn là dân trí sẽ có một cái IP. Các bạn có thể kiểm tra được cái dân trí. Đúng không? Thế thì nó sẽ sinh ra một cái người ta gọi là domain name system, dạng kiểu hệ thống chuyên gia lưu trữ toàn bộ những cái về địa chỉ IP của máy tính đấy, và giúp người dùng chuyển chuyển nó và nhớ nó bằng cách là gì, đặt tên cho nó. Thế thì cái hệ thống đấy nó sẽ đi theo từng cái user của người dùng. Khi người dùng mà truy cập Internet và các bạn chỉ gõ thông qua cái domain name, thì nó tự động nó sẽ ánh xạ là trả lại cho bạn địa chỉ, và địa chỉ đó là chính xác địa chỉ hosting hay là địa chỉ của website. Thì đấy là cái mà chúng ta hiểu về domain name. Nhưng mà tí nữa thầy sẽ sâu cho các bạn, ví dụ như là ở trên lớp thì thường là thầy sẽ có những một số cái khảo sát cho các bạn. Thì ở đây thì cho các bạn một cái ví dụ nhá. Ví dụ là ở đây là học sinh của thầy, khi mà hỏi domain là gì thì hầu như các bạn sẽ gì trả lời rằng là domain là tên miền định danh của website, trỏ tới IP của website. Nó quan trọng đối với website bởi vì nó dễ nhớ và người dùng sẽ không cần phải nhớ địa chỉ. Đấy đấy là một cái hay. Nhưng mà thường là gì, cái domain name là tên miền định danh thì các bạn lại khó nhớ. Nhưng mà các bạn thử chỉ cần quan tâm rằng là domain là cái thay cho địa chỉ IP, thay cho cái địa chỉ của con máy chủ, đúng không, máy chủ của website ấy. Và nó sẽ giúp người dùng dễ nhớ hơn về cái website đấy, cũng như là gì, nó sẽ ảnh hưởng đến cái gọi là thương hiệu của cái website đấy. Đấy thì ở đây thầy cũng có ba cái ví dụ về cái cách mà các bạn vấp phải khi các bạn học ở trên lớp, và cách các bạn tìm tòi những cái tài liệu trên mạng. Đấy. Thì ở đây một bạn ấy cũng có một cách hiểu khác là thực chất địa chỉ IP chỉ được biến đổi thông qua DNS và domain rất quan trọng đối với website. Đấy. Đây là gì, một cái ý hiểu là chưa sâu đâu, nhưng mà gì? Nhưng mà các bạn cũng hiểu là domain làm gì, thông qua địa chỉ và nó sẽ thay thế cho địa chỉ IP. Thì đấy là một cái mà các bạn nên chuẩn bị sẵn. Trong vật đúng đối với môn của chúng ta ấy, thì cuối kỳ là chúng ta sẽ thi là thi vấn đáp. Các bạn hiểu được bản chất là các thầy chắc chắn là sẽ luôn luôn là đồng tình với cái cách mà các bạn đưa ra vấn đề. Thì ở đây một cái khác, ví dụ domain là phần quan trọng của một địa chỉ web hoặc URL trên Internet. Nó thường xuất hiện ở www trước phần tiếp theo của địa chỉ web, ví dụ như là gì, xm.com. xm.com là domain. Đấy. Thì ở đây cũng là một cái tìm hiểu của một bạn, thầy cũng đưa ra để cho các bạn so sánh. Thì cái domain thì nó sẽ có là định danh là duy nhất, chính xác nhá, định danh là duy nhất, nó thể hiện cái thương hiệu của một cái website này.
dễ dàng mà ghi nhớ này, tạo cơ hội kinh doanh. Tất nhiên là khi dễ dàng và ghi nhớ thì chúng ta sẽ tạo ra được cơ hội kinh doanh. Cái thứ hai là gì? Giúp sale. Sale đây là cái thế hệ bây giờ, là thế hệ của kỷ nguyên kỷ nguyên 2000 rồi, thì tất nhiên là những cái về sale thứ là nó là gì, nó là một trong những cái thường xuyên trong cuộc sống, nó không không thể thiếu được đối với các bạn khi các bạn do internet đấy. Thế thì chúng ta hiểu rằng domain name nó sẽ thay cho tất cả những cái IP và giúp chúng ta định dạng được cái thương hiệu và là định danh duy nhất. Thế khi mà các bạn đăng ký domain thì bắt buộc là các bạn phải gì, check xem nó đã có ai đăng ký chưa, đã có ai sử dụng chưa đấy. Đấy, những cái như vậy thì đấy là cái mà thầy không muốn nói quá nhiều, nhưng mà cũng cũng là một cái để cho các bạn so sánh, cũng là một cái cho các bạn tham khảo. Cái thứ hai là về hosting, là dịch vụ lưu trữ và đưa ra website và ứng dụng web của bạn internet giúp truy cập và sử dụng bất cứ đâu, bất kỳ đâu trên thế giới. Hosting cần thiết cho hoạt động của website vì nó lưu trữ dữ liệu và đưa ra website bạn internet. Thì khi mà thầy hỏi hosting là gì ấy, thì hầu như là nhiều bạn là tìm hiểu và các bạn cũng không không cô đọng lại, không cô đọng lại những cái kiến thức. Thứ nhất là các bạn không tham khảo cái slide, cái tài liệu của trường cung cấp cho các bạn, nên các bạn có những cái lan man. Thì ở đây nhá, thầy sẽ tóm gọn lại, thầy sẽ đưa ra những cái mà tìm hiểu của bạn nhé, xong rồi thầy sẽ tóm gọn lại để cho các bạn không phải vấp phải nữa. Thì ở đây là có một bạn là gì, cũng tìm hiểu hosting này, là dịch vụ cung cấp không gian trên máy chủ để lưu trữ phục vụ các tài liệu. Thì đây là cái quan trọng này, chính xác này, hosting này, cung cấp này. Đấy, lưu trữ này, đúng không? Nghe đoạn này chắc các bạn cũng thấy quen quen, vì chắc là Quen quen đúng không? hầu hết tất cả các bạn ngồi đây thì sẽ phải đều trải qua cái môn PHP 1 chẳng hạn. Thì khi đấy các bạn buộc phải cài một cái máy chủ web nào đó lên máy các bạn, mà phổ biến là hầu hết sinh viên chúng ta sẽ dùng XAMPP đúng không ạ? Hoặc là một số phần mềm khác. Nhưng mà về bản chất thì cái việc mà các bạn cài cái XAMPP lên máy chủ chính là các bạn lên máy tính của các bạn, là các bạn đã tạo cho mình một cái hosting ở trên chính máy của mình đó. Nghe thì cứ tưởng có xa lạ thôi, nhưng thực ra các bạn đã từng sở hữu, ai trong các bạn cũng từng sở hữu hosting rồi, mà mình còn là chủ, ông chủ to nhất của hosting đấy, đúng không thầy ông anh? Đúng rồi, chính xác. Đấy là cái mà thực tế nhất đấy. Khi các bạn va chạm vào, các bạn không biết đấy là những cái mà người ta đang 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 triển khai kinh doanh rồi, mà bạn các bạn cũng có thể là tự làm được. Các bạn đang mất tiền thuê hosting, mất tiền làm domain mà các bạn có thể tạo lên trên local bình thường, có thể tạo ở trong lớp học cũng được. Đối với các lớp của thầy ấy, hầu như các bạn sẽ có cơ hội rằng là gì, các bạn tự tạo ra một cái domain trong lớp, các bạn tự tạo ra một cái hosting trong lớp, rồi các bạn khác join vào. Không chỉ là gì, không chỉ là các bạn join ra internet đúng không, các bạn cần trong lớp rồi, một bạn sẽ cài sang PP, sau đó các bạn tự đẩy cái website cá nhân lên này. Đấy, thì các bạn còn lại trong lớp sẽ người ta sẽ join vào. Thì đấy là một cái mô hình nhỏ, đấy là một cái ví dụ mà rất là rõ ràng cho phần khi mà các bạn làm hosting đấy. Thì đấy là hai cái định nghĩa nhé, hai định nghĩa của domain và hosting. Thì hosting là gì? Hosting là gì? Nếu mà các bạn cô đọng lại thôi, chỉ cần là gì, một nơi lưu trữ website để giúp cho website hoạt động 24 trên 24 ấy. Thì đấy là những cái định nghĩa chính xác, để tránh là các bạn bị lan man và các bạn bị nhiều ý kiến hay là tìm quá nhiều tài liệu, nó ảnh hưởng đến cái nghĩ là gì, môn này nó khó. Không, không hề khó nhá, rất là dễ. Cái thứ hai là gì, đối với domain và hosting thì thường các lớp của thầy ấy, thầy sẽ hỏi rằng tại sao phải dùng hosting chứ không phải là dùng server. Hay VPS. Ok, đấy câu hỏi đấy thì
Thầy An, thầy có thể trả lời giúp tôi không ạ? Ok, có vẻ là đến một đoạn câu chuyện vui vui. Thì cái này có lẽ từ nãy giờ các bạn cũng nghe thấy thầy Hoàng Anh nhắc đến cái khái niệm máy chủ web rồi. Tức là các bạn hầu hết các bạn ngồi đây và cũng một tỷ lệ lớn sinh viên ngành công nghệ thông tin ở trường mình đều theo đuổi ngành lập trình web. Có nghĩa là chúng ta chắc chắn là thầy tin là đến giờ này các bạn thấu hiểu rằng là cái phần code, source code mà các bạn code ra, mã nguồn của trang web của các bạn ạ, cũng như là các cái tài nguyên về ảnh hay là video và các cái tài nguyên khác, sau khi các bạn code xong thì các bạn phải lưu trữ nó lên một cái máy chủ. Một cái máy chủ lưu trữ nằm ở trên mạng và chúng ta vẫn thường gọi chung chung cái tên là hosting. Đúng không ạ? Tuy nhiên là cụ thể thì một từ hosting nói chung chung thế nó cũng sẽ không hoàn toàn chính xác. Thầy sẽ phải chia nó ra làm vài vài cái nhánh nhỏ như sau. Thứ nhất là server. Để chính xác nó là một con server, tức là một con máy chủ lưu trữ, đúng không ạ? Ok, nghe server thì to rồi. Nó giống như cái máy tính của các bạn đã từng cài XAMPP ấy. Thì một con server thì về bản chất thì nó là một cái máy tính, nhưng mà thuộc loại đặc biệt hơn một chút. Nó có thể hoạt động 24 trên 7 trên một thời gian dài. Nó có cấu hình cao hơn, nó được thiết kế để phục vụ đa xử lý, bla bla bla, rất nhiều những thông số khác mà phù hợp cho cái việc là có thể lưu trữ nhiều website lên trên đó, hoặc một hoặc nhiều, và phù hợp cho cái việc là nhiều người cùng truy xuất vào nó vẫn có thể xử lý được. Thì đấy là câu chuyện chung của một cái server. Tuy nhiên là nếu mà các bạn thực sự là đi thuê một con server thì nó sẽ tương đối đắt, bởi vì chi phí của nó sẽ bao gồm có gồm có tiền tiền thuê một cái con server, cộng thêm là cái phòng máy chủ để các bạn đặt con server đó, cộng thêm là cái đường truyền internet phục vụ cho cái server đó kết nối vào internet nữa, rồi đội ngũ quản trị tại cái phòng server đó để đảm bảo cái việc là nó luôn hoạt động, nếu nó có sự cố thì người ta có thể khắc phục trực tiếp cho bạn, rất nhiều những cái câu chuyện khác liên quan đến một con server. Và đây là câu chuyện dành cho những cái doanh nghiệp lớn, những ứng dụng lớn. Thầy có thể ví dụ như thế này. Thầy cũng có may mắn là từng làm việc ở công ty VTC Intercom, một cái công ty về game online cách đây nhiều chục năm rồi, mười mấy năm rồi. Thì ví dụ như cái con game đột kích, nó là một con game mà chỉ riêng cái server làm cái nhiệm vụ là login. Các bạn biết là login là một cái động tác mà bất kỳ một cái trang web hoặc là một cái ứng dụng nào online thì thường đều hay có, đúng không ạ? Và cái thời đấy thầy đã được tận mắt nhìn thấy một hệ thống mà gần 200 con server chỉ để phục vụ cho công việc login thôi. Bởi vì sao ạ? Nó phục vụ một cái lượng người rất là lớn cùng kết nối vào. Và nếu như một con server không giải quyết được thì họ sẽ cần nhiều con server hơn. Những cái hệ thống lớn thì họ mới cần thôi, gọi là cần thuê đứt, sở hữu đứt một con server để cài những cái ứng dụng lên trên đó. Và khi đấy thì nó không chỉ web nữa mà nó còn các cái ứng dụng chạy nền và rất nhiều những cái khác nữa. Thì đấy là câu chuyện của cái máy chủ của server, và nó to hơn rất nhiều, đúng không ạ? Thế thì có những doanh nghiệp vẫn có cái nhu cầu là sở hữu một con server như thế, nhưng có lẽ họ không cần một cấu hình cao đến vậy, và họ cần một cái mức giá hợp lý hơn và phải chăng hơn. Khi đấy thì cái giải pháp về VPS sẽ là giải pháp tiếp theo được lựa chọn. VPS thì bản chất nó là viết tắt của từ Virtual Private Server. Tức là virtual là gì ạ? Virtual là một cái từ tiếng Anh dịch ra tiếng Việt thì nó là ảo. Ảo, đúng không ạ? Vậy là máy chủ riêng ảo, personal là riêng. Máy chủ riêng ảo là gì ạ? Về bản chất thì nó sẽ giống như con server thôi, giống như con máy chủ với các bạn ạ. Tuy nhiên là nó được sử dụng một công nghệ ảo hóa nào đó. Bây giờ thì có rất nhiều công nghệ ảo hóa khác nhau. Trong đó chắc các bạn cũng nghe quen cái từ điện toán đám mây. Thì điện toán đám mây nó cũng chính là một nền tảng ảo hóa, đúng không ạ? Thì một cái máy chủ riêng ảo là nó sử dụng công nghệ ảo hóa để nó tạo nên một con máy chủ mà từ cái nền tảng bên dưới của nó có thể là một hoặc rất nhiều những cái máy chủ thật nằm ở bên dưới nó. Chúng ta cũng không biết chính xác nó là cái máy chủ nào nằm ở đâu. Để mà xử lý cái con vấn đề của con máy chủ riêng ảo này, nó yêu cầu, có nghĩa là trên một cái máy chủ thật thì có thể ra rất nhiều cái máy chủ ảo,
đúng không ạ? Đó, vậy chính vì thế, nhờ thế thì cái chi phí là thuê một con máy chủ nó rẻ đi rất là nhiều. Đấy là điều cốt lõi. Và điều thứ hai nữa là nó còn rất nhiều nền tảng công nghệ ở bên dưới mà thậm chí nó giúp tăng hiệu quả hoạt động, giúp dễ dàng scale scale hệ thống lên. Tức là ngày hôm nay bạn cần một con máy chủ có hiệu năng xử lý là 1 GHz, 5 GB, 100 MB ổ cứng, và ngày mai bạn cần nhiều hơn thay vì việc thay một con máy chủ khác, thì những cái hệ thống ảo hóa nó có thể thiết lập lại những con số đấy, tăng lên chỉ bằng bằng một vài thao tác ở trên control panel, giống như việc là mình gạch con số 1 đi, mình thay số 1 thành số 5, ông nhấn apply lại. Có thể đôi khi một số hệ thống thì cũng cần restart, là các bạn lại có một con máy chủ mới vẫn nguyên si những cái gì mình đang quản trị và vận hành, nhưng cái phần cấu hình nó đã được tăng lên cao, không cần phải làm lại cái gì cả. Nói chung là nó sẽ có rất là nhiều lợi thế. Tuy nhiên, một điều các bạn cần phải lưu ý là với máy chủ, tức là server và VPS, thì thực tế là nó sẽ không có gì cả. Nó giống như cái máy tính Windows các bạn vừa cài xong ấy, nó mới tinh. Khi đấy bạn cần tạo ra một cái nền tảng để làm hosting web chẳng hạn, thì bạn cũng phải cài XAMPP hoặc là một cái gì đó tương tự như thế. Tức bạn tưởng tượng lúc đó là bạn toàn quyền sở hữu cái máy chủ đó. Bạn bạn cần nó đáp ứng về cái nghiệp vụ nào thì các bạn sẽ phải cài một cái phần mềm tương ứng, một cái hệ thống tương ứng để phục vụ cho việc đó. Và nó đòi hỏi các bạn phải có rất là nhiều kỹ năng về chuyên môn, rồi để backup cho nó, hay là để theo dõi cái sự vận hành của nó có ổn định hay không. Rất 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 nhiều những cái hệ thống chuyên nghiệp thì các bạn đều sẽ không có khi mà các bạn sở hữu máy chủ riêng ảo. Trong khi đó, bây giờ thầy sẽ so sánh lại với share hosting. Thầy dùng từ chính xác ở đây là share hosting, tức là máy chủ lưu trữ web chia sẻ. À, vậy share hosting là cái gì? Các bạn hình dung à? Nếu như trên một con server thì mình có thể tạo ra nhiều VPS, tức là nhiều server ảo. Thì bây giờ trên một con server, nói chung có thể là server thật hoặc server ảo, nếu các bạn cài đặt một cái nền tảng máy chủ web, ví dụ như XAMPP cũng là một nền tảng đúng không ạ? Và sau đó các bạn cài đặt một cái tool quản trị kiểu như cPanel, khi đó các bạn sẽ có thể tạo ra cùng một lúc rất nhiều cái hosting, tức là những cái máy chủ web để lưu trữ trang web. Mỗi một trang web các bạn cần một cái hosting, các bạn có thể tạo cùng một lúc nhiều hosting được. Thì đấy là câu chuyện của share hosting. Thì trên thực tế, những cái free share hosting mà các bạn đang tạo trong quá trình học môn học vừa rồi, hoặc là có thể có những bạn, thầy tin là cũng có những bạn đã đầu tư chi phí đi mua một con share hosting, thì nó chỉ là một phần rất rất nhỏ, tức là nó là một phần tách ra từ cái hệ thống hosting được tạo nên, được cài đặt lên ở trên một con server nào đó. Có nghĩa là bây giờ trên một con server thì lại có thể chia sẻ cái gói share hosting đấy cho N, mà N ở đây có thể lên đến hàng nghìn, thậm chí là hàng trăm nghìn, nếu như những cái gói hosting đấy là rất bé và cái mức độ cần xử lý của nó nhỏ. Chính vì vậy, không biết là các bạn đã có bạn nào cho thầy hỏi ngược lại là các bạn đã thử tìm hiểu xem chi phí thuê một cái hosting là bao nhiêu chưa? Giá rẻ nhất mà các bạn đã từng thầy từng 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 tìm được là bao nhiêu? Các bạn trả lời trên khung chat cho thầy. 50k vẫn vẫn đắt em ơi. 29k một tháng. Bốn chín nhá. Vẫn đắt, vẫn đắt, 29. cố lên nào. Triệu. À, thầy Hoàng Anh mở hộ tôi trang nhânhòa.com đấy, 5k trên tháng thì quả thực là thầy chưa gặp. À, giá mình tính giá hàng ngày thôi. Free thì nó gì, đương nhiên mình đang nói trường hợp trả phí một củ free 6 tháng. Ok, nhânhòa.com, thầy vào Hosting Linux. Để em chút thì Hosting. cái này nó che mất cái khung hình của em. Tôi thì tôi mở sẵn rồi, nhưng thôi thì đằng nào thầy đang share, thầy cứ share tất đi. Đây em tìm cái khung kia nó đang bị Thêm một tab thôi. Nó không bị che. nó đang bị che che mất cái thêm tab của em. Thầy không nhớ lắm, nói chung là ba mấy k, 32k. Ở trên Nhân Hòa nó có một cái gói hosting dành cho sinh viên 32k trên tháng. Đương nhiên là câu chuyện của kinh doanh thì nó cũng còn nhiều cú lừa ở trong đấy lắm.
vào phần hosting đi thầy ơi, trong menu hosting Linux hosting rồi 27.000 trên tháng, 33.000 trên tháng, rẻ nhất là 27.000. 27.000 trên tháng các bạn sở hữu một con, thầy có thể để nguyên cái trang này luôn để tôi nói luôn phần sharing tiếp theo. Các bạn sẽ sở hữu một hosting có dung lượng lưu trữ là 2 GB ổ SSD, công nghệ của SSD băng thông là không giới hạn, có nghĩa là trang web của các bạn có thể chạy ngày chạy đêm, dung lượng chạy qua chạy lại thoải mái không bị giới hạn nào cả, không bao giờ lo hết. Sử dụng một con CPU 1 nhân với 512 MB, tài khoản FTP tức là tài khoản dùng để các bạn upload file lên và tải file về là vô hạn, các bạn có thể tạo nên thoải mái. MySQL tức là số lượng database ấy, là 2, domain là 1, tức là đương nhiên là cái hosting rẻ nhất này nó chỉ gắn kèm theo một domain chính mà thôi. Thế còn subdomain tức là cái tên miền phụ các bạn có thể tạo ra vô hạn, unlimited. Park Này còn giảm 20 đến 30% khi đăng ký này. Park và alias cũng unlimited, được chưa? Rồi, email thì 20 chiếc email ở trên hệ thống này. Nó còn rất nhiều những cái thông số khác nhưng đây là những cái thông số chính về một cái hosting mà khi các bạn tìm hiểu, các bạn nên tìm hiểu và các bạn nên quan tâm đến những cái thông số này. Ví dụ như ở đây họ ghi là 27.000, thực ra thì nó cũng là một cú lừa. Nếu mà các bạn thuê một vài tháng thì nó không phải có giá 27.000, mà 27.000 thì có thể nó đòi hỏi các bạn phải trả tiền một lần một năm thì mới được áp cái giá 27.000 này chẳng hạn. Đó. Ok, thì đây chỉ là một câu hỏi vui để các bạn hình dung ra là cái chi phí thuê một con hosting bây giờ nó rất là rẻ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó là share hosting, tức là nó là một cái máy chủ web mà các bạn hình dung lúc các bạn chạy chạy thử môn PHP 1 mà các bạn tạo nên những cái bài tập ấy. Mỗi một bài tập các bạn tạo một cái folder ở trong thư mục HT đọc Hãy đúng không? Thì cái share hosting ý, nó câu chuyện nó cũng xem như vậy, giống như vậy, tức là mỗi một cái hosting chia sẻ này nó chính là một thư mục ở trong con máy chủ web đang được cài đặt để mà chia sẻ ra cái dịch vụ này thôi đó. Thế nên là chính vì giá nó rất là rẻ vì nó không yêu cầu quá nhiều tài nguyên, và nó còn một cái nữa đấy là thực tế ví dụ như không phải là cứ hai cái tài khoản mà thuê cái gói sinh viên 27.000 này thì nó sẽ hết 2 core rồi 1 GB, tức là nó cứ nhân đôi lên, bởi vì có phải lúc nào một con share hosting này nó cũng hoạt động hết công suất đâu, đúng không ạ? Nó chỉ để hoạt động một phần công suất thôi, thế nên trên thực tế là nó có thể cấp ra nhiều share hosting hơn là tổng năng lực của nó, của tất cả con share hosting cộng lại nó có thể cấp ra nhiều hơn nhiều so với thực tế mà tổng gọi là năng lực xử lý của nó đó. Thì đấy là lý do nó rẻ, và nó rẻ thì giúp chúng ta những cái sinh viên mới ra trường, kể cả những new dev và kể cả những bạn mà làm một vài năm nhưng mà các bạn có thể có những cái khách hàng gọi là khách hàng nhỏ vừa vừa, họ chỉ mong muốn là một cái web đơn giản, không có đòi hỏi quá nhiều và chi phí để họ maintain, họ duy trì hàng tháng nó thấp, thì đây chính là một lựa chọn đúng không ạ? Đấy là nhờ công nghệ share hosting, thì đấy là điểm khác biệt lớn nhất của share hosting với các loại hosting khác. Và thông qua đây thì thầy cũng muốn nói một cái khía cạnh khác mà các bạn cần phải lưu ý, đấy là khi các bạn quyết định thuê một cái hosting, các bạn cần phải trả lời được những câu hỏi là cái hosting đấy mình thuê để làm cái gì, mình chính xác gọi là để đặt trang web có những chức năng gì. Nếu mình đòi hỏi cái việc xử lý cần nhiều lượng xử lý nhiều, xử lý liên tục, thì đương nhiên các bạn phải cân nhắc đến những cái yếu tố về CPU, về RAM nó phải cao một chút đúng không ạ? Rồi nếu mà trang web của bạn lại là trang web chứa nhạc, chứa phim, tức là cần một cái không gian lưu trữ lớn, thì khi đấy bạn lại cần phải quan tâm đến dung lượng lưu trữ đúng không ạ? Nếu như bạn định thuê một cái share hosting nhưng mà để cùng một lúc các bạn tạo để các bạn lưu trữ cho nhiều cái trang web độc lập khác nhau, thì khi đấy các bạn cần quan tâm đến cái mục domain. Cái mục domain ấy chính là cái mục mà cho phép các bạn tạo thêm không gian lưu trữ cho một cái tên miền độc lập đối với một share hosting. Thì mặc định là với một share hosting khi các bạn mua nó đã đi kèm theo với một tên miền chính rồi. Vậy thì các bạn muốn là cũng cái share hosting đấy mà lại sử dụng cho một tên miền chính khác, thì khi đấy bạn cần quan tâm đến cái số lượng domain nó phải lớn hơn một. Cụ thể ở đây cái gói cá nhân ở bên cạnh là 33.750 đồng trên tháng ấy, nó có 2 domain. Là nếu như bạn thuê cái gói hosting này, bạn sẽ có 2 domain độc lập khác nhau cùng sử dụng cái hosting này mà 2 cái trang web hoàn toàn khác nhau luôn, không lẫn lộn gì cả, là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được. Và tương tự như thế, nếu còn nhiều hơn nữa thì bạn phải tìm những cái gói gói hosting khác mà nó có nhiều domain hơn.
Thế còn trong những trường hợp mà trên cùng một domain, tức là một tên miền của riêng bạn, bạn muốn tạo ra nhiều cái dịch vụ khác, mỗi dịch vụ là một trang web nhưng của riêng mình thôi, thì khi đấy bạn không cần phải tìm nhiều domain, mà tất cả các cái nhà cung cấp dịch vụ share hosting bây giờ thì đều hầu như là họ đều để cái phần subdomain là không giới hạn. Vậy thì bạn có thể sử dụng cách là tạo ra subdomain, để mà subdomain tức là cái tên miền phụ. Như lúc nãy có một bạn hỏi thầy là chúng ta có thể tự tạo tên miền ra được không, thì thầy cũng đã trả lời rồi, là tên miền thì là do các cái tổ chức được cấp quyền để tạo ra, để quản lý những cái tên miền đó. Tổ chức quốc tế là ICANN và Việt Nam thì có VNIC, đúng không ạ? Mỗi một quốc gia sẽ có một tổ chức riêng để quản lý tên miền của quốc gia đó. Thế còn chúng ta chỉ được quyền gì ạ, tạo ra không giới hạn cái tên miền phụ, tức là cái tên miền con từ cái tên miền chính của mình thôi. Thì đấy là điều các bạn cần phải quan tâm, đúng không ạ? Và cái quan tâm quan trọng nữa là cái MySQL. Rõ ràng là hầu như bây giờ mỗi một cái trang web các bạn làm thì đều cần một cái database độc lập. Vậy thì các bạn cũng cần phải quan tâm đến số lượng database, chính là MySQL, chính là số lượng database các bạn có thể tạo ra ở trên con hosting đó, đúng chưa? Và nếu các bạn có thể vào cái trang web này, các bạn sẽ lướt qua các cái gói dịch vụ khác, các bạn thấy là giá tiền càng cao lên thì số lượng MySQL nhiều lên, số lượng domain nhiều lên, và hầu hết những cái thứ khác là nó không giới hạn đó. Thì câu chuyện về hosting, share hosting là gì, chi phí đắt hay rẻ, nó chỉ có vậy thôi. Và các bạn nhớ cho thầy một điều, đấy là chọn gói phù hợp với công việc của mình, đúng không ạ? Ok, mời thầy Hoàng Anh đi tiếp nhỉ. Vâng, cảm ơn thầy An. Thì xin bổ sung một số cái nữa cho cái phần chốt thầy An nhé. Thầy An thì những cái mà các bạn phân tích về cái yêu cầu về cái kỹ thuật ấy, thì hầu như là các bạn sẽ phải phân tích một cách là gọi là thấp nhất, sau này thì các bạn có thể scale hay là gọi là gì, các bạn có thể mở rộng được tất cả những cái kỹ thuật của hosting. Ví dụ là các bạn có thể tăng được cái lưu trữ ấy, tăng được cái băng thông nếu mà băng thông nó thấp quá. Cái thứ hai thì về CPU, các bạn có thể tích hợp thêm 2 core, 3 core, 4 core tùy vào tiền dòng tiền của mình. Hay là RAM, ví dụ như là gì các bạn cần xử lý nhiều thì các bạn phải tăng RAM lên, hoặc là gì nhiều lượng user quá thì các bạn tăng RAM lên. Thì đấy là những cái mà thường xuyên mà chúng ta sẽ phải để ý. Không chỉ là gì chúng ta mua xong mà chúng ta để đấy trong trong bài toán quản lý nhá. Thì đấy thì xin bổ sung cái đấy thôi, thì để các bạn hiểu. Còn đâu là khi mà các bạn sử dụng các đơn vị mà cung cấp dịch vụ ấy, về hosting và domain ấy, thì hầu như là thì chúng ta quan tâm đầu tiên là giá, cái thứ hai là về cái chất lượng phục vụ dịch vụ, nó chỉ hơn nhau khoảng mấy nghìn thôi, thế nhưng mà cái chất lượng về cái dịch vụ ấy nó khác nhau rất là nhiều đấy. Thì dựa vào cái kinh nghiệm của những người mà dùng nhiều thì sẽ là Nhân Hòa và Mắt Bão chẳng hạn. Thì là những cái đơn vị mà các bạn đơn vị lớn, hoặc là những cái đơn vị mà có cái quản lý tốt, cái thứ hai là cái tương tác khách hàng nhiều nhiều hơn. Ok, như đấy là cái phần bổ sung cho các bạn. Cái thứ hai là cái mong muốn là chúng ta, cái câu thứ ba ấy thường là gì ạ, thầy sẽ hỏi các bạn. Ok, quay lại cái trước các bạn còn câu hỏi gì được không để thầy giải quyết cho xong. Các bạn còn hỏi thêm vì gì về hosting, về domain hay không? Những câu hỏi của các bạn thì anh vẫn đang support các bạn ở trên khung chat luôn. Các bạn sinh viên khác cũng có thể theo dõi khung chat để nắm thêm những cái mục khác. Thầy cũng sẽ tổng hợp lại những câu hỏi này để gửi cho cô Thanh, sẽ gửi cho các bạn ở trên group của seminar này. Thì chỉ cần các bạn join vào group thì các bạn sẽ nhận được full các cái câu hỏi và câu trả lời của ngày hôm nay. Ok, cảm ơn thầy An. Thì những cái mà thầy An đứng rất ở trên ấy thì các bạn sẽ hiểu được tại sao chúng ta phải dùng hosting, về cái sự cái tiện lợi này. Cái thứ hai là với chi phí thấp này. Đấy, những cái như vậy là nó sẽ thay thế dần server và thay thế dần VPS. Server nó sẽ quan trọng đối với những cái doanh nghiệp lớn. Còn VPS hầu như là doanh nghiệp nhỏ nhưng mà cái tiện lợi nó sẽ không nhiều và các bạn phải cài đặt cực kỳ nhiều. Thì đấy cái khi mà chúng ta là khách hàng thì chúng ta cần quan tâm, khi mà người ta sẽ tư vấn cho mình dùng cái gì thì các bạn phải biết cách là các bạn lựa chọn cho phù hợp cái mục tiêu của mình. Cái câu thứ ba ấy, thì thường là gì, thầy sẽ hỏi với các bạn trong lớp là làm thế nào để đăng ký một tên miền và thuê hosting.
Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải gì kiểm tra tên miền đó có được có tồn tại hay không đã, đúng không? Như ở trên đúng không, chúng ta có cái định nghĩa về domain. Domain là duy nhất, là tính thương hiệu, đã là duy nhất và thương hiệu rồi thì các bạn phải kiểm tra xem nó có tồn tại hay chưa đã. Tồn tại kiểm tra bằng cách nào? Thường là các bạn sẽ phải lên trang một số trang cung cấp domain nổi tiếng, ví dụ như là Mắt Bão chẳng hạn. Các bạn lớp thầy là sẽ vào Mắt Bão, hầu như Mắt Bão. Mắt Bão sau đó thì các bạn sẽ kiểm tra trong phần domain, kiểm tra domain đó có tồn tại không đã. Sau đó thì chúng ta mới tính đến cái bài toán là chúng ta sẽ mua cái tên miền đó. Ví dụ là chúng ta kiểm tra nhé, tên miền VN chẳng hạn đó, VN hoặc anh chấm VN. Thế những cái anh như này thì hầu như là các thầy cô đều hướng dẫn các bạn rồi, thầy chỉ hướng dẫn qua lại thôi để cho các bạn hiểu hơn thôi, các bạn lựa chọn nhà cung cấp cho nó rõ ràng. Ok không? Thế là cái phần mà về cái cách để các bạn đăng ký một cái tên miền hay là các bạn là thuê một cái hosting thì hầu như là các bạn sẽ phải tham khảo ở những cái trang mà nó có uy tín hoặc là trang mà các bạn đã trải nghiệm rồi hoặc là các bạn trải nghiệm cái dịch vụ rồi, giống như kiểu iNet nó sẽ cung cấp một số cái tên miền phí cho mình hoặc là một số cái hosting miễn phí cho mình. Sau khi các bạn sử dụng cái miễn phí xong ấy thì các bạn sẽ đánh giá và các bạn lựa chọn hay không lựa chọn để là do mình, đúng không? Đấy. Và trước khi mà các bạn muốn đăng ký tên miền thì chúng ta phải kiểm tra trước đã. Em bị khóa tên miền đó đăng ký miễn phí giờ bị khóa làm nào? Cái mà đăng ký bị khóa tên miền ấy hầu như là do các bạn không ký online. Các nhà cung cấp tên miền ấy nó sẽ có một cái ràng buộc với các bạn là bắt buộc các bạn phải chứng minh thông qua căn cước công dân để khẳng định là gì bạn có tồn tại và bạn sử dụng cái tên miền đó đúng mục tiêu, không sử dụng trái pháp luật. Thế là thường nếu mà các bạn không đăng ký với cả bên cung cấp ấy thì người ta không dám cung cấp cho bạn đâu. Thì đấy là trong cái điều khoản rồi. Thế là các bạn phải xem lại trong cái mail ấy, cái mail là các bạn gửi về các bạn đã xác nhận chưa? Đấy, và khi xác nhận rồi thì người ta sẽ cung cấp hết toàn bộ cái thông tin. Thường nếu mà các bạn chưa xác nhận thì không cung cấp về cái thông tin. Đấy thì là cái mà cái vấn đề thứ ba, cái vấn đề mà khi mà các bạn muốn là các bạn đăng ký một cái tên miền hay là các bạn muốn đăng ký một hosting. Đấy, thì đây là cái mà một ví dụ nhé, một bạn nhé. Thầy cũng đồng ý với cách thức làm của các bạn đăng ký tên miền đó, chúng ta cần một tìm một nhà cung cấp này. Đấy, đầu tiên là chúng ta phải kiểm tra tên miền trước đã. Kiểm tra tên miền để thuê hosting thì các bạn phải tìm một đơn vị cung cấp. Sau đó thì các bạn lấy những cái thông số cần thiết của mình để các bạn lựa chọn các gói hosting hay là những cái gói tên miền phù hợp. Cái vấn đề tiếp theo ấy về là các yếu tố quan trọng để chọn một hosting phù hợp, thì cái đó thì xin mời thầy thầy An thầy sẽ tiếp nối cái phần trên, tại vì thầy vừa nãy thầy cũng trình bày phần hosting rồi, Thì những cái phần chi này tiết như vừa sao. rồi là cũng đã trình bày đủ rồi thầy Hoàng Anh. Cơ bản là cái phần trình bày vừa rồi đã nói rõ về cái việc là làm nào để chọn hosting phù hợp rồi. Các bạn sẽ phải căn cứ trên việc là mình sử dụng hosting đấy cho mục đích gì, đúng không ạ? Mình làm trang web như thế nào thì mình sẽ chọn hosting phù hợp cho mục đích trang web như thế. Cái mà thầy hay nói với cái học viên của mình ấy, hosting là gì? Hosting là một cái nơi lưu trữ cho bạn website và hoạt động 24 trên 24. Thì cái yêu cầu đầu tiên ấy, thường là các bạn phải lựa chọn cái dung lượng đầu tiên. Cái thứ hai là phải xác định cái mục tiêu cho cái website của mình. Nó có ảnh hưởng đến lưu trữ hay không? Ví dụ như là mình chỉ lưu trữ web thôi thì nó sẽ rất là nhẹ. Nếu mà các bạn sử dụng lưu trữ web
dạng kiểu như là video hay là gì MP3 hay là dạng ảnh nữa, thì cái lúc đó thì cái dung lượng lưu trữ của bạn phải lớn. Nếu mà các bạn không đủ lớn ý, thì thường là sẽ website là xảy ra lỗi rất là nhiều. Cái thứ cái một cái yêu cầu khác nữa là gì, khi các bạn thuê hosting ấy, thì thường là sẽ người ta sẽ nhắm nhắm vào cái lượng cái database đấy, cái database ví dụ hai database ba database MySQL, thì cái đó thì thầy An đã trình bày rồi đúng không? Ok, các bạn có đặt câu hỏi gì cái phần đấy không? Thầy là thầy đi theo một số theo theo cái luồng ấy, cái luồng mà những bạn ở trong lớp thầy 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 đưa ra những câu hỏi và các bạn trả lời và đưa ra những cái tham khảo tạo database và cấu hình để website hoạt động như thế nào. Thầy ông anh cứ đi tiếp cái mạch câu chuyện ngày hôm nay đi, xong rồi còn những câu hỏi đấy anh sẽ tranh thủ cho lúc thầy nói thì anh sẽ trả lời dần các bạn Ừ. ở đó. Để tiếp tục nhé, tiếp tục là gì, để quản lý cái tên miền và hosting sau khi đăng ký thì nhiều bạn này như là các bạn sẽ không quan tâm quá nhiều về vấn đề là quản lý tên miền đâu, hầu như các bạn cài đặt xong rồi các bạn để đấy. Cái thứ hai hosting cũng vậy, nhưng mà hầu như những cái vấn đề ấy, trong vấn đề xảy ra đối với tên miền và vấn đề xảy ra với hosting ấy, là trong quá trình các bạn hoạt động thì các bạn phải quản lý, phải có quy trình quản lý hoặc là có những cái bước để xử lý sự cố trong quá trình mà chúng ta quản lý chứ chứ không phải là gì ạ. Đây là ví dụ một bạn nhé, một bạn trong lớp thầy trả lời rằng là đăng nhập vào tài khoản cung cấp tên miền, thực hiện gia hạn thay đổi cài đặt DNS, quản lý thông tin tên miền hosting, thì đấy là những cái yêu cầu cơ bản rồi. Nhưng mà cái vấn đề là gì, sau này khi mà các bạn thay đổi hosting thì bắt buộc là các bạn phải gì cài đặt lại toàn bộ cái tên miền, thì đấy là những cái mà chúng ta phải duy trì. Tại sao những nhiều công ty người ta sẽ phân hẳn một người ra chuyên gia quản lý tên miền và chuyên gia quản lý hosting thường xuyên cho những website của bên mình đấy, thì đấy là cái câu số 5 nhé. Thì ở đây có một bạn cũng trả lời cái câu số 5 gì, cái này bạn này thì trả lời không không được đầy đủ. Ví dụ là cách quản lý tên miền và hosting sau khi đăng ký thuê này, đầu tiên là gia hạn tên miền này, đúng rồi này, cập nhật thông tin liên hệ này, chuyển tên miền này, bảo mật tên miền này, thì đấy 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 là những cái mà cần thiết đấy, rất là cần thiết. Cái thứ hai về hosting, sử dụng giao diện quản lý hosting này, cài đặt quản lý trang web, bảo mật và sao lưu, quản lý tài khoản và thanh toán, hỗ trợ kỹ thuật, theo dõi tình trạng hoạt động của website. Cái theo dõi hoạt động của website là cái cần thiết nhé. Khi các bạn quản lý, hầu như tất cả các hosting đều đưa cho các bạn những cái thông số dạng kiểu thống kê cái lượng người tham dự, cái thống kê cái tài nguyên của bạn sử dụng bao nhiêu, cái thống kê là các bạn có những cái lỗi gì thường xuyên xảy ra mà các bạn không check thì các bạn không quản lý ấy, thì lúc đó là gì, trong cái vai trò quản lý hosting bạn là đang bị hỏng hỏng rất là nhiều, hỏng đến 70% đến 80%, còn cái cài đặt ban đầu hầu như chỉ chiếm 30% thôi. Hoặc là đối với cái tên miền chẳng hạn, tên miền mà các bạn quản lý mà các bạn không tìm hiểu à cái vấn đề gia hạn tên miền, đây là một bài toán thực tế nhé. Thực tế là rất nhiều doanh nghiệp hiện tại bây giờ người ta thì không kịp gia hạn tên miền và bị một đơn vị khác mua lại, đúng không? Thì khi mà người ta mua lại rồi thì người ta yêu cầu là gì, cái đơn vị mà sở hữu tên miền lần trước ấy phải trả một chi phí cao thì tôi sẽ bán lại cái tên miền đấy, như cái mà trình bày ở trên của thầy đúng không? Tên miền là gì ạ? Là một cái là đại diện cho thương hiệu, mà bây giờ cái thương hiệu ấy của chúng ta mà bị mất rồi đúng không, thì chúng ta bắt buộc phải chúng ta mua lại hoặc là chúng ta phải chấp nhận và chúng ta đổi tên đổi chủ, mà việc cái đổi tên đổi chủ và xây dựng lại thương hiệu thì không ai mong muốn cả. Đấy, giống như một cái ví dụ rất là vui thôi, các bạn của lớp thầy thường là bảo là nếu mà các bạn muốn kinh doanh ấy, thì các bạn có thể tìm những cái tên miền hot hoặc là tìm một số cái nhân vật hot ở trên mạng, sau đó các bạn check tên miền xem người ta đã mua chưa hay hay là vẫn là con trống. Ví dụ như là hôm trước là thầy check được là phạm thoại.com chẳng hạn, phạm thoại tên miền phạm thoại là phạm thoại.vn, Anh điên rồi.
Đấy, tặng thoại cho VN thì không nhớ là gì, có bạn nào mua chưa, thì nó chỉ có mất gì, mất 550.000 thôi, thì duy trì cho năm đầu tiên rẻ đúng không. Nhưng mà Phạm Thoại là một cái nhân vật mà đang rất là nổi. Như bây giờ giả dụ nhé, giả dụ là chúng ta đóng vai là một người là chúng ta sẽ đi mua, chúng ta mua lại cái tên biển Phạm Thoại, nhưng mà tôi mua xong tôi lại dùng vào mục đích khác đúng không. Mà một người nổi tiếng như kiểu Phạm Thoại nếu mà cái tên miền đấy mà các bạn dùng để các bạn bán cái sản phẩm mà gây nhạy cảm chẳng hạn, thì nó sẽ nhảy vào và nó sẵn sàng là chi trả cho một cái khoản tiền rất là lớn cho vấn đề là gì, mua lại cái tên miền Phạm Thoại.vn, mà cái giá trị là ban đầu là các bạn mới mua có 500.000 một năm thôi đúng không. Thì đấy là mà nếu mà các bạn có cái đầu óc kinh doanh, nếu mà các bạn hiểu được cái tính chất tên miền ấy, thì các bạn có thể kiếm được ra tiền rất là nhanh, không chuyển 500.000 đâu, cái này có thể scale lên khoảng 10 đến 20 lần là chuyện bình thường. Đấy thì đấy là một cái mà một ví dụ nho nhỏ thôi cho cái quản lý về tên miền. Nếu mà các bạn mà không gia hạn, mà các bạn không để ý cái gia hạn ấy, thì đôi lúc là chúng ta rất là khổ. Cái tên miền nó ảnh hưởng đến cái SEO, mà Google đã ghi nhận bạn, đã ghi nhận toàn bộ cái nội dung của bạn, mà các bạn bây giờ là chuyển đổi cái trạng thái khác, thì lúc đó là những cái tiền mà chi trả cho cái quảng cáo, chi trả cho cái tên thương hiệu của bạn ấy, nó sẽ biến mất, hoặc cái thương hiệu của bạn nó sẽ rơi vào tay người khác. Cái số 6 là cách thêm và quản lý FTP. Cách thêm và quản lý tài khoản FTP thì ở đây là nhiều bạn vấp phải là gì, hỏi tại sao tôi phải dùng FTP. Tôi không dùng FTP được hay không? Thì cái bài toán là cái định nghĩa về FTP là một cái, đây là cái viết tắt nhé, là viết tắt của file này, transfer protocol, nghĩa là cái phương thức dùng để truyền tải file. Khi mà các bạn sử dụng website, khi mà các bạn vào hosting thì nó là môi trường web, mà môi trường web thì nó sẽ dính đến bảo mật nhiều và nó kiểm soát nhiều, thì cái lượng cái mà khi mà các bạn chuyển file lên đấy thì nó sẽ bị chậm, thế nên là nó sinh ra một cái đường truyền riêng và dành riêng cho file, nghĩa là giống như kiểu cửa chính đúng không, cửa chính thì rất nhiều người đi lại, nhưng mà cửa sau là tôi dành cho file thì chỉ có file được phép đi qua đấy thôi. Thế thì cái FTP là một cái đường truyền riêng này, giúp các bạn truyền tải file, đẩy cái file của bạn ấy từ máy laptop của các bạn lên máy chủ một cách nhanh chóng, thuận tiện, và các bạn có thể đẩy được cái dung lượng lớn mà không bị ảnh hưởng. Đấy, thế thì khi mà sinh ra cái phương thức là gì? FTP thì nó sẽ liên quan đến một số cái phần mềm hỗ trợ. Phần mềm hỗ trợ là cái phần mềm gì? Khi đó là các bạn bắt buộc ở trên server các bạn phải cài đặt một cái FTP server, và ở client thì các bạn cũng phải cài một cái ứng dụng, nghĩa là ở phía client ở trên server nó sẽ quản lý toàn bộ cái tài khoản của FTP, nó sẽ phân chia ra nhé. Thì cái đó thì trong cái nội dung thì các bạn đã biết rồi đúng không? Thế là chúng ta tại sao chúng ta phải quản lý FTP theo user, Các bạn chỉ cần để ý tại một sao chúng chút ta phải thôi, đấy là khi mà các bạn chạy web hoặc là các bạn cài con HTML thì nếu bạn nào để ý một tí, các bạn sẽ thấy là cái việc một trang web chúng ta truy xuất qua trình duyệt khi mà kết nối đến máy chủ ấy, thì cái cổng mặc định nó là cổng 80, thì FTP thì nó là hoạt động ở trên cổng mặc định là cổng 21. Vậy là mỗi một dịch vụ nó có một cái cổng riêng, chính vì vậy nên là người dùng truy xuất web thì cứ vào qua cái cổng 80. Thế còn người tải file, up file lên máy chủ thì cứ dùng cổng 21, vậy là hai người đi hai đường khác nhau thì đương nhiên là nó không va vào nhau và không vướng víu gì nhau rồi đúng không ạ? Và trên thực tế các cổng này thì hoàn toàn có thể thay đổi được do nhà quản trị. Và chắc là các bạn cũng đã trải qua cái bài tập lab mà phải sử dụng FileZilla hoặc là Core FTP hoặc một phần mềm nào đó tương ứng để từ thử tìm cách kết nối đến cái hosting share của mình để có thể tải file lên cũng như tải file về để upload code lên hosting hoặc là để backup lại dữ liệu đúng không ạ? Thì khi đấy các bạn sẽ phải nhớ đến một khái niệm là cổng 21. Bởi vì nếu các bạn không nhập cổng 21 vào trong các ứng dụng FTP client thì các bạn sẽ
không thể chỉ định được cho các ứng dụng đấy là kết nối với các con hosting qua cổng nào, tức là nó không biết đường vào nhà, biết rõ cái nhà nằm đấy rồi nhưng không biết cổng nào cả, cổng thì có rất nhiều đúng không ạ, đó thì các bạn phải lưu ý một chút cái chỗ đấy nữa mới theo ngay ạ. Ok, cảm ơn thầy An. Thế thì khi mà các bạn dùng cái FTP ấy, thì chúng ta sẽ cần những cái gì? Như thầy An vừa nói là chúng ta bắt buộc phải có một cái là cái địa chỉ website, địa chỉ website này, đúng không? Nếu chúng ta muốn đẩy file đến đâu thì chúng ta phải có đích đến mà, đúng không? Tôi phải chỉ cho nó cái đích đến. Cái thứ hai là cái tài khoản và mật khẩu. Thường là ngày xưa là gì cũng không có tài khoản mật khẩu đâu, nhưng sau này sợ là tránh là gì ai cũng đẩy lên được, thế thì người ta phải bắt buộc phải quản lý và tài khoản mật khẩu. Cái thứ ba là cái cổng mặc định đấy, cổng mặc định thường là cổng 21 đấy, cổng 21 khi đó là gì cái Fazila client đấy nó có cái tham số này thì cho phép là các bạn join được cái tài nguyên trên hosting và show toàn bộ những cái tài nguyên trên máy tính của bạn. Khi đó các bạn upload lên thoải mái. Khi các bạn kiểm tra đầy đủ hết nhé, thì chúng ta sẽ có cái đấy. Ok không? Thế thì ở trong phần quản lý đúng không? Quản lý thì chúng ta quản lý là cách cách các bạn tạo thì cái đó dễ rồi. Chúng ta cứ vào hosting và vào công cụ và phần là gì? File management. Đấy thì trong đó file và FTP account để chúng ta tạo ra cái người dùng nhé, người dùng cho FTP và các bạn đối chiếu sang cái file management để biết là các bạn đang phân quyền cho cái tài khoản đấy được phép up ở vùng nào và những thư mục nào cho FTP. Thì đấy là toàn bộ những cái kiến thức của cái FTP. Còn đâu là cái về làm thế nào để tạo ra cái quản lý cơ sở dữ liệu cho website thì nó cũng tương tự như vậy nhé, nó không khác gì cả đúng không, trên SAP BP chúng ta phải gì, phải tạo cơ sở dữ liệu ở đâu nhỉ, các bạn có thể trả lời cho thầy là gì, thường là gì các bạn nếu vào SAP BP ấy, thì chúng ta phải sử dụng những thao tác gì để chúng ta tạo được một cơ sở dữ liệu. Ừ, đúng rồi. Admin của MySQL đúng không? Chúng ta vào vào gì? PHP thế thì ở trên cái hosting ấy thì chúng ta sẽ có một cái đặc thù hơn là các bạn tạo cái cơ sở dữ liệu trước đã. Sau đó thì các bạn tạo cái người dùng quản trị cho cơ sở dữ liệu đấy. Sau đó thì các bạn mới vào PHP admin để quản trị đấy từng bảng một là những cái mà chúng ta thường xuyên đối với MySQL nhé. Đấy. Thế khi mà tạo với cơ sở dữ liệu đúng không thì các bạn cũng thể là gì? Import một cái file gì? File cơ sở dữ liệu có sẵn. Đấy thì thầy sẽ không xoáy quá nhiều vào cái phần tạo cơ sở dữ liệu nhé. Hầu như là các bạn chỉ một đến hai thao tác thôi. Thầy chỉ nêu ra thôi để cho các bạn biết. Thì ở đây là ví dụ như là học viên của thầy ấy, thì các bạn thì ở phân mục database này, hệ quản trị dữ liệu này, nhập tên cơ sở dữ liệu, chọn database này, đúng không? Import SQL có sẵn được này, kết nối với website này, quản lý này, sao lưu phục hồi, thực quyền bảo mật này, cập nhật, bảo trì hệ thống, theo dõi tối ưu hóa. Thì những cái này là nó sẽ xuất hiện trong cái phần quản trị của cPanel. Thì các bạn cũng cũng đưa vào nhé, cũng đưa vào các bạn để ý nhé. Để ý là các bạn phải phải nhớ cho thầy. Cơ sở dữ liệu thì liên quan đến sao lưu rồi, đúng không? Cơ sở dữ liệu thì liên quan đến bảo mật rồi. Cái tiếp theo ấy thì là chúng ta về cái các bước cơ bản thực hiện cấu hình web server. Cái câu này thì chắc phải nhờ thầy An. Nhờ thầy An thì thầy Ok, cấu hình một cái web server. Ok, câu hỏi có thể các bạn chưa kịp hỏi vì thầy Hoàng Anh đã hỏi trước các bạn rồi. xin Trước phép khi thầy xin phép các thầy một chút được không, vâng để cho vâng có thể tắt xe để cho cô chụp ảnh toàn bộ phòng lưng mình một chút nhá. vâng vâng mời chị.
Mà anh tạm dừng xe đi thì chị mới chụp ảnh được hay sao? Ok, để đợi em tí. Stop sharing. Ok chứ chị? Đợi chị một chút nữa. Ok. Rồi, cảm ơn hai Rồi anh xem lại cho thầy. anh. Ok, chúng ta sẽ quay lại vấn đề là làm các bước cơ bản cần thực hiện để cấu hình một web server. Thì thực ra nói là một web server thì nó sẽ lại là một vấn đề nó rất là lớn, và trong phạm vi buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ không thể nói một cách chính xác về nó được. Và thầy sẽ xin điều chỉnh một chút là các bước cơ bản để cần cấu hình cái xe hosting của chúng ta. Như thế có lẽ là nó thân thiện hơn với bài học và thân thiện hơn với chủ đề ngày hôm nay, đúng không ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu có từ một gì ạ? Có từ một tên miền. Bước một là các bạn bắt buộc phải đăng ký thành công một tên miền cái đã. Các bạn có thể mua, mà thực tế thì các bạn không cần mua, bởi vì tại sao ạ? Có rất nhiều web khác nhau như Nhân Hòa, kể cả Nhân Hòa, và cụ thể là bây giờ thì có Tenten hoặc là Mắt Báo cũng có. Là gì ạ? Các bạn đăng ký với sinh viên từ 18 đến 23 tuổi. Các bạn chỉ cần có căn cước công dân và các bạn thực hiện ký số với nó là các bạn có thể đăng ký miễn phí cái tên miền .id.vn. Bạn có thể đăng ký theo tên mình. Cái tên miền này nó rất là mới nên hầu như bạn có thể đăng ký theo giống hệt tên mình luôn, hay là một cái thương hiệu riêng, một cái tên bất kỳ bạn search cũng dễ dàng các bạn có thể tìm thấy được. Vậy là bước một là bạn phải sở hữu một cái tên miền và bắt buộc phải đăng ký thành công. Và thầy cũng xin nói rõ ở đây là này, tên miền không thuộc về ai cả. Chính xác là mỗi một chúng ta khi mà trả phí để mà sở hữu nó là chúng ta phải trả phí hàng năm theo năm một. Và nếu như chúng ta ngừng sở hữu nó, chúng ta ngừng cung cấp phí sở hữu hàng năm đó, thì tên miền đấy lại trở thành một tên miền tự do và bất kỳ ai cũng có thể tiếp tục trả phí để đăng ký sở hữu nó. Thì đấy là cái tính tự do của tên miền, đúng không ạ? Đó, nó cũng giống giống như câu chuyện là cái gì nhỉ? Biển 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 số gì, biển số chính chủ hay biển số định danh gì đấy bây giờ, đúng không ạ? Đó thì cái tên miền thì nó các bạn hình dung là như thế, là bạn ngừng trả tiền thuê nó thì nó không thuộc về bạn sở hữu nữa. Còn những nhà quản lý họ chỉ làm cái công tác là quản lý nó thôi, chứ họ không giữ riêng cho riêng mình. Đó thì sau khi bạn đăng ký thành công tên miền rồi thì bước thứ hai là bạn đăng ký hosting, share hosting. Chúng ta sẽ dùng bài toán là bài toán share hosting nha. Các bạn sẽ đăng ký share hosting thì các bạn có thể đăng ký free hoặc các bạn có thể mua, đúng không ạ? Như thầy vừa mới lúc đấy thầy Hoàng Anh và thầy đã chỉ các bạn, ví dụ như ở trên gì ạ, trên Nhân Hòa các bạn có thể mua với giá chưa đến 30 ngàn trong một tháng, tức là tính ra thì coi như là một tháng bạn nhịn ăn sáng một bữa một bát phở 30 ngàn là bạn có cái hosting. Một sinh viên ngành web thì quan điểm của thầy là các bạn nên sở hữu cái share hosting, bởi vì các bạn cũng bắt đầu dần dần kỳ 3, kỳ 4 bắt đầu học xong PHP, các bạn có thể dễ dàng code một cái trang web hoàn chỉnh, có database, có tương tác, thậm chí là làm được đến cả giỏ hàng. Vậy thì các bạn có một hosting, các bạn làm ra sản phẩm, các bạn có thể bắt đầu thực sự là từng bước một bước chân vào con đường kiếm tiền. Mình hãy đặt mình vào cái bài toán đó, đúng không ạ? Và trước khi kiếm tiền nữa thì ví dụ như thầy thầy sẽ mua một cái hosting, một cái domain, một cái tên miền với tên cá nhân
để tôi xây dựng một cái portfolio, là một cái như kiểu CV cá nhân ở trên mạng ấy, để mình tạo dựng thương hiệu cho mình chia sẻ kiến thức bla bla, thì các bạn làm được việc đó. Mình là web developer mà, các bạn sẽ dễ dàng tạo cho mình được một trang web với những cái nội dung như thế để xây dựng cái hình ảnh cho bản thân mình, đúng không ạ? Thì bước 3 là bạn có cái hosting rồi, thì kể cả hosting miễn phí nhé. Hosting miễn phí thì nếu mà bạn muốn trỏ tên miền mình với hosting miễn phí thì bạn cần phải đi tìm những hosting miễn phí mà nó có share IP, nó có share IP. Thầy Hoàng Anh có một cái inter data nào ở đây không? Cái xe pin ví dụ như là cái data Ở để host anh em hiểu mỗi tên miền này, cái từ từ để em vào mắt bão ừ. xe IP cũng được. Ví dụ đây là một cái hosting chẳng hạn, thì mua nhỏ nhỏ thôi cho bên câu lạc bộ. Đánh xe nha. Hoàng Anh thấy màn hình đánh Ok. xe chưa? Ok, có rồi. Có rồi đúng không? Đang nói dở về cái xe hosting. Thì đây, ví dụ như đây là xe hosting của Interdata đâu nhỉ? Đây. Xe hosting của Interdata, và hầu hầu như phần lớn sinh viên của thầy thì đều đang đăng ký cái xe hosting này. Cách đăng ký này nó cũng không quá phức tạp đâu ạ. Các bạn sẽ chọn là một cái free xe hosting. Với cái gói khuyến mãi là sinh viên của một thầy nào đó, trong đấy nó sẽ có rất nhiều cái gọi là voucher, theo kiểu là sinh viên của thầy Trần Văn Kỳ, sinh viên của thầy A, thầy B ở trong danh sách đó, là các bạn chọn theo đó, sau nhập cái mã giảm giá theo tên của giảng viên đó viết liền không dấu vào, là các bạn sẽ được miễn phí 6 tháng 2 GB, một cái hosting share 2 GB và chạy tương đối ổn, để các bạn có thể trải nghiệm ban đầu. Thì đấy là cái điều cần lưu ý, là khi các bạn có một cái share hosting, các bạn có cái IP, các bạn nhìn trên màn hình ấy, các bạn sẽ thấy cái mục là share IP address, đây chính là cái địa chỉ chia sẻ của cái share hosting đó. Và khi mà có cái địa chỉ chia sẻ này rồi thì các bạn sẽ chuyển sang bước 3, là các bạn phải cấu hình làm sao cho mapping, tức là các bạn trỏ được cái tên miền vào cái hosting này, đúng không ạ? Thì để mà trỏ được tên miền vào hosting thì thầy vừa nói là nếu như là share hosting đi mua thì chắc chắn bạn có cái share IP này rồi đó. Ok, thì bạn sẽ mang cái share IP này, bạn vào cái panel quản trị của cái tên miền của mình. Và ví dụ như đây là cái panel quản trị của cái tên miền miễn phí ở trên Tenten, là một tên miền .id.vn do một sinh viên khác của thầy đăng ký free 2 năm. Các bạn là sinh viên chỉ cần đăng ký thành công cái tên miền .id.vn là 2 năm đầu tiên các bạn miễn phí. Và thực ra những năm tiếp theo sau này các bạn chỉ phải duy trì nó với chính sách hiện tại đang duy trì là 80 ngàn cho một năm. Nó cũng bằng 3 bát phở, rất là rẻ đúng không ạ? Các bạn nhịn ăn sáng một vài bữa trên tháng là các bạn đã có thể sẵn sàng với một cái thế giới internet rộng mở, đưa những cái sản phẩm do mình lập trình lên trên đó. Kể cả đơn giản là làm một trang web tặng cho người yêu, làm một CV cá nhân, những cái đấy nó xây dựng hình ảnh cho mình rất là tốt. Và bất kỳ một project nào các bạn làm, các bạn cũng có thể thử đẩy lên để xem nó hoạt động ở trên online như thế nào, thay vì việc hoạt động trên localhost trên máy của các bạn, đúng không ạ? Đó, thì để trỏ được cái tên miền này về cái hosting kia thì ta phải vào mục nào ạ? Vào mục mà có tên là cài đặt DNS. Các bạn nhớ nhé, cài đặt DNS. Thôi chết tôi rồi, để thầy đăng nhập lâu quá không đăng nhập nên là nó hỏi đó, đợi thầy đăng nhập nhé. Xong để em Đây đây, join cái máy INS của em sang sang cái hosting anh cũng được. anh cũng sẵn có rồi, sẵn có rồi. Để sẵn phát đây rồi mà. Ok, chúng ta sẽ phải vào mục quản trị tên miền đó đúng không ạ? Vào mục quản trị tên miền và mình sẽ quản trị cái gì ạ? Quản trị cái cài đặt DNS. DNS chính là câu chuyện của thầy Hoàng Anh nói mở đầu câu chuyện của bài ngày hôm nay. DNS là một cái hệ thống mà nó quản lý cái việc là cái tên miền này ứng với cái hosting nào, tức là chính là cái địa chỉ của hosting. Thì ở đây các bạn chỉ cần lưu ý cho thầy một cái bản ghi quan trọng nhất,
mà các bạn bắt buộc phải có để trỏ được thành công tên miền về hosting. Đấy chính là gì ạ? Bản ghi A còng. Tên bản ghi là A còng, loại bản ghi là A. Nếu mà các bạn còn nhớ từ A này thì các bạn sẽ nhớ là A là một khái niệm mà trong những buổi sơ khai các bạn học về lập trình web cho môn HTML, CSS, cái thẻ A là chính là cái thẻ để liên kết giữa những cái trang với nhau ấy, thì từ A này nó cũng xuất phát từ cái tắt của cái ý nghĩa đó, đúng không ạ? Và cái giá trị kia chính là cái IP của con share hosting. Thì khi mà các bạn cấu hình xong cái bản ghi DNS này, tức là cái máy chủ DNS của cái nhà cung cấp tên miền Tenten này, nó đã có cái bản ghi này và nó chính là thằng đóng vai trò trả lời cho các cái trình duyệt rằng là à, cái tên miền của tôi đang sở hữu sẽ trỏ về cái IP của con máy chủ này. Vậy là hai thằng này đã được kết nối với nhau như vậy đấy ạ. Tuy nhiên sẽ rất nhiều bạn sinh viên gặp phải tình huống là bạn cấu hình xong nhưng thấy nó không chạy được, nó vẫn không chạy được, gõ tên miền vào và không thấy nó chạy, đúng không ạ? Thì cái thế giới DNS này nó cũng có nguyên tắc hoạt động của nó. Trong đó đối với tên miền chính thì là 24 giờ và tên miền phụ tức là subdomain ấy, thì là 48 giờ, là cái số giờ tối đa mà hệ thống DNS có thể cập nhật một cái bản ghi DNS mới mình vừa mới cấu hình xong. Thì lâu nhất là từ 24 cho đến 48 giờ cái bản ghi này nó mới được cập nhật lên cái hệ thống chung mà giữa những con DNS server có thể hỏi nhau để trả lời câu hỏi của một máy tính muốn vào cái tên miền đó. Còn trước thời gian đó thì có thể có những con server nó hoạt động nhanh hơn trong cái chu kỳ ngắn hơn, thì có thể 15 phút, cũng có thể là 1 tiếng. Đấy là những cái thời gian phổ biến mà các bạn sẽ phải chờ để thấy được là sau khi mình cấu hình xong thì cái tên miền của mình nó hoạt động. Vậy những trường hợp mà không hoạt động thì vì sao ạ? Thì vì có thể là có những cái bản ghi cấu hình thừa, ví dụ là cùng ở cái bản ghi A còng bạn trỏ về nhiều địa chỉ khác nhau, hay là cái địa chỉ của bạn trỏ nhé, thì cái giá trị này thì ok rồi. Thế nhưng mà nhiều bạn sinh viên lại hay gặp cái lỗi là cái tên miền của các bạn đăng ký, ví dụ ở đây là maverick.id.vn, thế nhưng mà bên hosting thì các bạn khi mà bạn đăng ký cái bước 2, bước 1 là phải có tên miền mà, thì bước 2 khi đăng ký hosting ấy, thì các cái nhà đăng ký hosting nó đều bắt buộc mình phải nhập vào cái tên miền của bạn là gì, thì các bạn lại nhập vào một tên miền khác. À, câu chuyện là tên miền của bạn là một đằng, nhưng mà tên miền mà các bạn khai báo với lại cái hosting khi các bạn mua thì nó lại là một tên miền khác. Chính vì thế nên là cái hosting đấy nó sẽ không chấp nhận cái tên miền chính xác mà của bạn đang sở hữu. Vậy thì nếu như bạn gặp tình huống đó thì bạn sẽ tìm đến cái mục là domain, hoặc chính xác là domain thì là bên bên Interdata thì nó dùng chung cái từ domain cho tất cả, Interdata là dùng chung từ domain cho cả domain chính, cả subdomain và cả add-on domain. Thế còn những cái cPanel khác thì thường nó sẽ chia ra làm gì ạ? Add-on domain riêng, subdomain riêng, alias riêng, đúng không ạ? Thì trong những trường hợp thứ hai mà thầy vừa nói là tên miền bạn đăng ký là một đằng, nhưng mà bạn lỡ đăng ký hosting trước đó với một tên miền khác, thì khi đấy bạn sẽ phải vào với mục là add-on domain và bạn add-on cái tên miền mà đúng của mình vào cái hosting lỡ đăng ký nhầm tên miền kia. Thì khi đấy cái tên miền add-on đấy nó mới được thêm vào con hosting. Tức là bạn phải hình dung ra là ok, bên domain thì tôi trỏ vào đúng cái địa chỉ IP của hosting rồi, nhưng ngược lại ở trên hosting tôi cũng phải khai báo cái tên domain đấy, và trong trường hợp này là khai báo vào add-on nếu nó không phải là cái domain lúc mình đăng ký mua hosting. Thì có nghĩa giống như tôi phải mở cửa nhà ra thì người ta mới đi vào được, còn ở đây tôi không mở cửa cho cái tên miền đó thì tên miền đó không thể kết nối vào được với con hosting này. Thì đấy là những cái vấn đề mà thường là các bạn sẽ gặp phải và mắc lỗi. Thế còn một tình huống nữa là có một số con hosting mà khi các bạn đăng ký ấy, thì nó không có cái share IP nào cả. À, ví dụ như con hosting này này, đây, con này là con by.hot, và sau khi bạn đăng ký xong thì cái panel quản trị nó ở trên cái trang cpanel.byhot.com. Thì con này là một cái share hosting mà nó khi các bạn đăng ký cái hosting này thì nhàn hơn, đấy là không phải đăng ký domain trước mà thằng byhot này nó sẽ cấp cho bạn một cái hosting không có kèm IP nào đâu nha, và nó cấp cho các bạn một cái tên miền luôn, nó cấp cho các bạn một tên miền của nó. Ví dụ thầy đăng ký tên miền là by thì nó sẽ cấp cho thầy tên miền là by.byhot33.com. Byhot33 là tên miền gốc của cái hệ thống này. Thế còn nó sẽ cấp cho mình một cái tên miền phụ, tức là cái subdomain là by này ở đây. Đó. Thì ví dụ đăng ký ở trên này thì nó đâu có IP đâu.
Bởi vì thực tế là ở trên cái con đăng ký này nó đã tồn tại cả cái phần domain và cả cái phần hosting trên cùng một con, và nó tự cấu hình bên trong nên là các bạn sẽ không cấu hình được. Đó. Còn một số tình huống khác nữa thì thằng SharePoint này nó sẽ cung cấp cho các bạn lúc đăng ký xong ấy, nó cung cấp cho bạn một loạt những cái link, những cái liên kết mà nó gọi là name server NS1, NS2, NS3. Thì khi đấy ở bên mục quản trị của tên miền ấy, bạn sẽ phải vào cái mục quản trị và bạn chọn cài đặt NS, tức là cài đặt phần name server. Thì các bạn thấy đấy là phần name server của Tenten thì nó đang để mặc định là NSB1, NSB2, NSB3 chấm Tenten. Và trong trường hợp nếu như cái hosting của các bạn mà không cung cấp IP nhưng nó lại cung cấp name server thì chính là cái NS1, NS2 này, thì các bạn lại vào trong cái mục quản trị NS của domain và các bạn thêm NS vào. Thì khi đấy các bạn thêm, và ví dụ như trường hợp domain của Tenten thì nó cho phép thêm đến 13 bản ghi name server, nên bạn chỉ việc thêm những bản ghi name server mới vào bên dưới nữa và cập nhật là ok. Thì đấy là ba tình huống phổ biến khác nhau để thực hiện cái bước mà kết nối được giữa domain với hosting, là bước 3 mà các bạn sẽ phải nắm vững. Thầy ơi, anh cho xe lại cho anh xin cái file lúc nãy để anh nói tiếp. Ok, vậy là bước 3 là ta sẽ cấu hình trỏ tên miền vào hosting đúng không ạ? Và có 3 tình huống khác nhau. Thì sau khi trỏ xong tên miền vào hosting rồi thì bạn sẽ bắt đầu làm chủ cái hosting đó ở trên quản trị trong cPanel của hosting nhé. Thì trong cPanel của hosting bạn sẽ cần quan tâm một số vấn đề như sau ạ. Vấn đề thứ nhất là quản trị về file, tức là bạn muốn upload cái số code mình lên như thế nào. Thì lúc nãy thầy của anh cũng nói qua về cái FTP rồi ạ. Và nếu như các bạn cảm thấy cái việc kết nối bằng FTP khó khăn thì các bạn hoàn toàn có thể vẫn sử dụng cái công cụ là File Manager. Trong mục File, nó sẽ có mục File Manager giúp các bạn upload file lên ạ. Thầy của anh có thể cho các bạn nhìn qua cái phần File Manager của thầy. Để hơi lộn Mắt của thầy mà thầy thầy hay vuốt nên là nó mới lộn xộn, tôi không được vuốt như thầy. các bạn để ý là cái INET nhé, INET mà cung cấp hosting ấy, hiện tại bây giờ là nó cũng cung cấp cái xe IP đấy. Hôm nay vừa bắt đầu là rất nhiều lớp là đã tiếp cận cái hosting rồi, thầy thấy là Rồi thầy cứ vào phần quản trị hosting của thầy đi, không ai không không ai nhìn trộm mật khẩu của thầy đâu. không, tại vì cái màn hình của em nó bé quá nên là cái mic này nó hay bị che mất chứ không để ý mà được kìa. Trên đây là một cái ví dụ nhé về cái đây là toàn bộ cái File file, đúng rồi, hosting file manager manager. mà Việc thầy đầu tiên là các bạn phải quản trị được cái file của mình đúng không? chỉ cái file của mình. Thì thầy Hoàng Anh nói qua xem là cái phần file manager trên nền web này thì nó sẽ có những cái gì, các bạn có thể upload file ra sao, vải nén ra sao, thùng rác ở đâu, khôi phục được hay không. Cái đó thì toàn bộ là cái giao diện công cụ ấy, các bạn sẽ hiển thị ở trên này. Đấy. Khi các bạn tạo ra một cái domain hosting ấy thì nó sẽ tạo ra một cái thư mục riêng cho các bạn nhé. Ví dụ ở đây là thầy có một nhúng một cái của bit.xyz, sau đó thì toàn bộ cái thư mục nó sẽ đẩy lên đây. Các bạn mà không dùng cái FTP Fazila ấy, thì các bạn có thể upload, sử dụng công cụ upload ở đây cho thầy. Nhưng trước khi upload thì các bạn phải trỏ vào cái thư mục đấy đúng không? Ví dụ tôi trỏ vào thư mục ngoài chẳng hạn, sau đó thì tôi upload rồi các bạn thì lựa chọn cái file Kéo thả thôi, kéo thả open thôi, rất đơn giản thôi. Nhưng mà ở đây nó sẽ có một yếu điểm rằng là khi các bạn sử dụng ở trên hệ thống web ấy, nghĩa là thông qua cổng 80, khi upload file thì nó sẽ bị gì, maximum, nghĩa là gì, kích bị thước giới của hạn. file cho phép nó chỉ được khoảng 60 đúng không, đây của thầy là mode điện 60 đấy. Bắt buộc là các bạn, một là các bạn cấu hình lại, hai là các bạn phải sử dụng FTP thì các bạn mới upload được đối với những website lớn. Thì đấy là một cái lưu ý thôi, không không gì khó, tại vì trong quá trình mà em hướng dẫn ấy, thì các bạn hầu như các bạn làm được, các bạn chỉ gọi hiểu trực cái nguyên lý thôi. Anh em mình muốn Nói lên chung là với để sinh viên bây giờ code thì cũng không có cái gì to hơn 60 m được đâu. Code đến mức to hơn 60 m thì các bạn đi dạy ngược lại mình cũng được. không, ví dụ như là
ví dụ như là một số cái website là các bạn để ảnh nhiều quá Là cái việc để ảnh media thì mình nên tách biệt ra thành những lần đấy, up khác nhau. Đó. đấy là upload code Ok, lên thì đấy các bạn để thì ý này, kèm theo cái cái đấy. phần giao diện của cái này ấy, thì việc upload file thì chắc là nó sẽ dễ hình dung ra thôi. Nhưng các bạn để ý các cái folder ở đây nhé, nó sẽ có rất nhiều folder. Và cái folder mà các bạn cần quan tâm là folder public gạch chân HTML. Thì đấy chính là cái folder thư mục gốc mà chứa source code, mà nếu như cái tên miền chính của các bạn đang trỏ vào cái hosting đó thì nó sẽ hoạt động, thì các bạn phải đẩy code lên cái thư mục public đó. Thế còn nếu như các bạn có add on domain, tức là bạn thêm một cái tên miền chính khác nữa vào, thì một tên miền chính add on hoặc là một cái sub domain thì nó sẽ được tạo ra thành một cái thư mục mới. Ví dụ như thầy Hoàng Anh đang tạo một cái thư mục là bi gạch ngang it.xyz thì kia, thì đấy là tên miền chính, thì đấy là add on domain. Nhưng nếu bây giờ từ tên miền chính của thầy Hoàng Anh mà thầy Hoàng Anh lại tạo ra một cái là abc.bit.xyz thì ở phần home này nó cũng có tiếp một cái folder là folder abc.bit gạch ngang bi gạch ngang it.xyz, thì nó lại là một folder khác. Tức là mỗi một subdomain mình tạo ra thì nó lại là một folder, và cái source code của mình thì phải upload lên đúng cái folder đó thì nó mới chạy, chứ không thì lại dâu ông nọ là cắm cằm bà kia là cuối cùng là cứ thầy ơi rõ ràng là em up code lên rồi mà trang web của em vẫn không chạy được, thì câu chuyện nó là ở chỗ đó. Nếu bạn cần lưu ý được chưa rồi theo anh tiếp đi. Đấy là phần file manager này, rồi còn phần những phần quản trị khác của cPanel nữa. Thì số 1 là Nghe mình dọc quay thời cái việc gian quản nó trị đam mê file quá. rồi mà, đúng không ạ? Sau khi quản trị được file tức là mình đã đảm bảo việc mình có thể up up code lên, thì kể cả việc các bạn thấy cạnh upload thì nó có download thôi, các bạn cứ select những cái file mà mình cần lưu xuống máy của mình để backup, để lưu trữ lại, và mình chọn download xuống thôi, đúng không ạ? quá, bị dính Nhìn thấy cái vất vả quá. dịch này, dịch cái zoom nó bị che trước mặt, không là mà À, em tôi vẫn anh xem thử màn hình ấy. anh xem nhá, Và anh xem đi, thế thì để anh xem cho. dùng quen thì Google Meet rồi, dùng zoom lâu lắm không dùng. Ok, thì sẽ tiếp cái quản trị hosting nhá. Thì số 1 là các bạn cần luôn quan tâm đến mục là quản lý file. Chắc các bạn đang nhìn thấy rồi đúng không ạ? Thì file manager là công cụ mà các bạn thường hay sử dụng nhất. Thì ngoài ra ở công cụ quản lý file thì có cái mục FTP account, chính là để tạo ra những cái tài khoản FTP để sử dụng FTP client để upload file mà thầy Hoàng Anh vừa nói lúc nãy ạ. Và tại cái mục file này nó còn một hai mục nữa mà các bạn cũng cần quan tâm luôn bây giờ, đấy chính là mục backup. Thì thực ra mà nói trong quá trình mà quản trị một cái hosting thì cái mà tôi luôn cần phải quan tâm nhất đấy là thì số code, thì thường là tôi sẽ code ở trên localhost của mình, và sau khi up code xong trên localhost thì mình sẽ đẩy file lên hosting thông qua file manager hoặc là thông qua FTP client, đúng không ạ? Tuy nhiên là đấy là phần chiều xuôi. Cái phần chiều ngược lại là tuy là mình nói các cái hệ thống share hosting ấy, và về mặt lý thuyết là nó có thể coi là hoạt động 24 trên 7 và bất tử, mình cứ giả dụ như vậy đi, bởi vì những cái đơn vị bán hosting họ chịu trách nhiệm đảm bảo sự sống của nó, nhưng nó cũng chỉ bất tử ở 99% thôi, nó vẫn có thể có 1% chết. Và làm một nhà quản trị thì các bạn cần phải làm một việc, đấy là mình phải thường xuyên có một cái tần suất nhất định, có thể là một tháng, một tuần hay thậm chí là 3 ngày nếu nó là có mức độ quan trọng cao, hoặc là một ngày, hàng giờ, tùy theo độ quan trọng của nó, là các bạn phải thường xuyên làm một việc gọi là backup. Tức là mình tải toàn bộ, backup ở đây là backup cả source code, nếu mà các bạn edit trực tiếp source code ở trên hosting, đúng không ạ? Hoặc là backup phần media là những cái file bạn tải lên, và quan trọng nhất một cái nữa chính là backup phần database. Thì hầu hết các cái cPanel của hosting nó đều hỗ trợ các bạn backup bằng công cụ backup ở trong mục quản lý file này. Thì quá trình backup ấy là nó sẽ tải toàn bộ cái dữ liệu về dưới dạng cái file mà nén, trong đó nó cho mình chọn là backup toàn bộ home directory, tức là cái toàn bộ thư mục gốc home, thì khi đấy là toàn bộ cái hosting của bạn, hay là mình backup phần mail, hay là backup phần SQL database, thì khi đấy trên database của bạn có bao nhiêu cái database nó cũng sẽ cho phép mình backup bằng về hết, thì nó backup thành một file và nó sẽ lưu cái file đấy về về máy tính của các bạn,
Và sau này nếu như có vấn đề gì đấy, lỗi xảy ra mà cái hosting nó chẳng may nó chết, thì các bạn vẫn còn cái file backup đó, và khi hosting lên nó sống lại thì mình đẩy lên, hoặc là lúc đấy các bạn có thể thuê một hosting khác hoặc là chuyển sang một cái hosting khác. Thì làm thế nào để chuyển cái tên miền mình từ hosting này sang hosting khác, chính là mình lại sửa cái bản ghi A còng ở bên quản lý domain trỏ sang cái IP của con server mới thôi, đúng không ạ? Và bên con server mới thì mình lại add-on cái domain mới của mình vào. Thì đấy là những câu chuyện mà về backup và restore dữ liệu, mà đương nhiên là trong phạm vi của buổi nói chuyện ngày hôm nay thời gian nó cũng không quá nhiều, thì thầy chỉ có thể nói gọi là nó qua về mặt khái niệm như thế cho các bạn. Còn các bạn hoàn toàn có thể tìm thầy hoặc thầy Hoàng Anh hoặc là bất kỳ thầy cô nào khác ở trong bộ môn công nghệ thông tin, các thầy cô cũng sẵn sàng hỗ trợ trực tiếp các bạn nếu các bạn gặp khó khăn về phần đó. Đó thì đấy là những phần quan trọng nhất về quản trị một cái website mà các bạn cần phải nhớ, đấy là quản lý được việc file, backup được nó, đúng không ạ? Đấy rồi, mục database thì thầy Hoàng Anh có nói rồi, và các bạn cũng đã quá quen với việc dùng PHP MyAdmin khi mà học code môn PHP 1 rồi. Thì có điều là PHP MyAdmin ý, thì ở trên localhost của các bạn thì các bạn cũng tạo database trực tiếp ở trên trên PHP MyAdmin trên máy mình luôn, hoặc có thể đơn giản là dùng lệnh create database cũng được, đúng không ạ? Thế nhưng mà trên trên cPanel, trên PHP MyAdmin của cPanel mà của các shell hosting, các bạn sẽ không có những quyền đó. Mà trước khi bạn vào được PHP MyAdmin thì bạn cần phải tạo ra database ở trong MySQL database, thì nó sẽ gồm có hai phần là tạo database riêng và tạo cái username mà của cái hệ thống MySQL riêng. Cái user đấy và cái database đấy bạn lại phải map tiếp vào với nhau và phân quyền xem là user đấy có những cái quyền nào đối với database đấy nữa, thì các bạn mới hoàn tất được cái bước là tạo ra database, tạo ra user và cuối cùng là thực hiện về connect, mà lúc nãy có một bạn đã hỏi ở trong khung chat thầy cũng đã trả lời rồi ạ. Được chưa ạ? Thì đấy là mục thứ hai, là mục quản lý database ở trên hosting. Mục thứ ba là quản lý về domain. Domain chính là quản lý về tên miền đấy ạ. Thì lúc nãy thầy cũng nói qua rồi, thì tên miền chính thì mình đã phải gắn theo cái hosting lúc đăng ký. Nhưng còn nếu có tên miền chính khác thì các bạn tìm đến mục add-on domain, và tên miền phụ thì các bạn tạo ra ở trong mục subdomain. Lưu ý một điều là nếu như bạn vào subdomain bạn tạo ra một tên miền phụ, thì ở bên quản lý domain bạn sẽ phải tạo ra một bản ghi A mà có cái nội dung của bản ghi là chính là tên của cái subdomain. Ví dụ bạn tạo ra một subdomain là test.abc.com thì bên quản lý domain bạn sẽ phải tạo ra một bản ghi có tên là test và IP cũng trỏ về cái hosting này nhé các bạn nhé. Đó thì các bạn, nó vẫn là câu chuyện là phải cấu hình hai chiều, là cấu hình cả trên bên domain và cấu hình cả bên hosting, được chưa? Thì các bạn phải nhớ cái điều đó là về domain. Thế còn riêng cái thằng Interdata, riêng thằng Interdata thì nó có một điều đặc biệt là nó không có add-on domain, nó cũng không có subdomain, mà tất cả nó nằm trong cái mục domain, và bạn cứ vào mục domain, bạn muốn thêm mới thì bạn thêm, tùy vào là bạn gõ nó là một domain thì nó được hiểu là add-on domain, và bạn gõ là một subdomain thì nó hiểu là subdomain, nó sẽ tự động hiểu điều đó mà nó không phân chia ra riêng biệt từng loại một. Đó thì đấy là phần thứ hai là về về tên miền, à phần thứ ba là về tên miền, đúng không ạ? Một file, hai database, ba tên miền. Đó thì đấy là ba phần chính mà việc quản trị một cái website mà các bạn cần phải quan tâm. Thế còn ngoài quản trị hosting, thầy xin lỗi, thế còn ngoài ra thì nó còn các cái phần khác, ví dụ như là một cái hosting nó sẽ cung cấp cho các bạn dịch vụ tạo ra bao nhiêu email. Thì với một email thì mình có email này, có trang để check mail này, có thể tạo như auto responder, tức là cứ có mail đến thì tự trả lời này, mailing list, rồi lọc mail, rồi tự động chuyển tiếp mail đi, có rất nhiều những cái tính năng khác. Tiếp nào, rồi những cái tool quản trị nhỏ bên dưới metric là những cái tool mà thống kê cái lượng visitor băng thông hoặc là những cái vấn đề thường xảy ra đối với lại hosting của các bạn. Thì cái này là tùy từng nhà quản trị hosting khác nhau thì nó cũng sẽ khác nhau nhé. Đó. Thế thì thầy xin kết thúc cái phần trình bày về cái những cái vấn đề cần phải quan tâm về cấu hình và quản trị domain hosting, và đặc biệt là hosting, và các bạn sẽ làm quen dần. Rồi, bước tiếp theo, phần tiếp theo là gì nhỉ thưa anh nhỉ? Đầy đủ hết rồi anh ạ. Tất cả những cái vấn đề quan tâm của các bạn về cái domain và những cái hosting. Cái thứ hai là cái những cái lưu ý là những cái đầu dòng trong vấn đề là khi các bạn sử dụng những cái hệ thống của những nhà cung cấp về domain và hosting này. Cái thứ ba là những cái trường hợp thường xuyên xảy ra. Đấy. Thế đấy là toàn bộ nội dung hôm nay đấy, cũng không không quá khó đúng không anh? Hay em thêm một cái nữa là gì?
Về phần quản trị ấy, phần quản trị ấy, thì thường là các bạn phải để ý xem là mỗi một nhà cung cấp ấy, nó sẽ ưu tiên những cái mảng khác nhau. Ví dụ như đầu tiên là ví dụ cái của thầy thầy An đúng không? Cái đầu tiên thì người ta ưu tiên là vấn đề là email, sau đó là gì? Ưu tiên cái thứ hai là file này, database này, domain này. Nó sắp xếp như vậy là có cái ý định của nó đấy. Đấy. Thế thì đối với một người quản trị hosting ấy, cái điều cơ bản là các bạn phải hiểu là một cái lưu trữ đúng không? Thì các bạn phải thao tác với file nhiều nhất thì sẽ đẩy lên trên. Cái thứ hai là các bạn phải tạo database. Cái thứ tư là domain. Domain thì các bạn cài đặt một lần rồi nó sẽ không phải cài đặt lại nữa, hoặc là các bạn chỉ duy trì thôi thì nó sẽ ưu tiên là đẩy xuống dưới. Đấy, thế thì cái vai trò người quản trị là mình phải để ý những cái mục mà những nhà cung cấp hosting người ta gợi ý cho mình rồi. Đấy là một cái hay hay thôi. Đấy, em là em phân biệt được vì dùng rất là nhiều cái đơn vị cung cấp rồi, thì mỗi lần một đơn vị cung cấp thì nó cũng sẽ cải tiến lại cái panel hỗ trợ người dùng tốt hơn, gợi ý tốt hơn đấy. Ok, thế có bạn nào có câu hỏi gì thì các bạn có thể đặt lại ở đây. M ở đây là subdomain, đúng rồi đấy bạn ạ. M là subdomain thôi. Khi mà bạn đã sở hữu một tên miền rồi thì các bạn có thể tự do tạo ra bất kỳ một cái subdomain nào. Thì bản chất ví dụ những trang web như Facebook ấy hoặc là rất nhiều trang web khác thì để mà họ đảm bảo rằng là cái giao diện cho việc hiển thị website của mình trên nền các cái thiết bị khác nhau nó hoạt động được hoàn hảo thì thực ra là mỗi một cái câu chuyện là web responsive cũng là một khái niệm. Thế nhưng tuy nhiên là những cái hệ thống lớn thì thậm chí họ xây dựng hẳn một cái server riêng để chuyên xử lý cái phần giao diện liên quan đến từng thiết bị một. Và ví dụ như với thằng Facebook mà bạn hỏi là m.facebook chẳng hạn thì hẳn một cái tên miền là m.facebook để chuyên để xử lý những cái vấn đề liên quan đến Facebook trên các cái thiết bị di động đó. Nó sẽ điều hướng đến cái hosting nó chuyên Câu hỏi anh của sẽ bạn anh LVPH 30859 ý, là em đang nói về 000 web hot, tức là nó cũng là một hosting mà theo như thầy nhớ không nhầm thì cái hosting này nó cũng giống phần Byhot, là cái hosting mà nó không cung cấp IP share IP mà nó sẽ cung cấp name server, đúng không ạ? Ý của bạn như thế có phải không? Có bạn nào đặt câu hỏi thì các bạn cứ đặt lên khung chat nhé, hai thầy sẽ trả lời các bạn. Theo anh trả lời câu hỏi đấy đi. Lần đầu tiên anh thấy tên miền đấy, sao có thằng nó đặt tên miền dài Phim vậy mà anh? trở phim hot. Thế bây giờ giả dụ cái thằng phim hot nó bảo là gì, trong nó có mục là phim hay thì sao, đúng không? Thế thì đây là gì, phim hay thì nó sẽ là subdomain của thằng phim hot hot.click. Thực sự là các bạn phải hiểu nhá, tên miền là một cái miền ấy, giống như một cái vùng ấy. Thế trong vùng đấy nó có những cái vùng nhỏ hơn nữa, ví dụ như là gì, phim hay là một cái vùng nhỏ của cái phim hot, dạng như vậy, là một cái lĩnh vực. Hoặc giả dụ như là gì, .vn chẳng hạn, đúng không? Ở .vn thì các bạn hiểu là cái tên miền thứ cấp rồi đúng không? Ví dụ như là edu.vn, nghĩa là một cái miền là chuyên về dành cho giáo dục đấy. Hoặc là gì, .org.vn chẳng hạn, đúng không? Thuộc Việt Nam nhưng mà lại chuyên về gì, cho các tổ chức chẳng hạn đấy. Thì đấy đấy là những cái mà khi mà các bạn xem là tên miền ấy, các bạn dễ phân biệt được. Tức là bản chất phim hay chấm phim hot chấm click nó sẽ là subdomain nhé, phim hay Đấy, nó sắp domain đấy, subdomain nó của có tên phim miền hot thứ chấm cấp click. đấy. Thế còn câu hỏi của bạn anh NQPH 36538 ấy là phân biệt bản ghi A và bản ghi CNAME thì cái này sẽ phân biệt đơn giản như thế này thôi, là nếu như em định trỏ một cái tên miền của em, trỏ chính cái tên miền đấy vào đâu đó thì đương nhiên em phải dùng bản ghi A, tức là liên kết đến một cái địa chỉ IP của cái hosting, đúng không ạ? Nếu như em định trỏ một cái subdomain thì em sẽ tạo bản ghi A và cái phần giá trị tên của bản ghi chính là tên của subdomain và giá trị là vẫn là IP của hosting. Thế còn trong trường hợp CNAME là gì? Tức là bây giờ ví dụ như thầy có hosting là abc.xyz hoặc là bit.xyz của thầy Hoàng Anh lúc nãy đi. Thầy có một cái hosting là như vậy. Và bây giờ thầy muốn là cái subdomain của thầy là www.bit.xyz, nó cũng trỏ trực tiếp về cái hosting đấy
nhưng tôi không muốn tạo ra nó thành một cái bản ghi sắc domain nữa. Tôi không muốn bên gọi là bên hosting tôi phải tạo ra một cái bản ghi là www ở bên sắc domain, mà tôi muốn toàn bộ cái việc xử lý cái sắc domain đấy chỉ xử lý ở bên domain thôi. Thì ở ngay trên phần quản trị của domain là mình sẽ tạo ra một bản ghi là CNAME. CNAME là nó giống như một cái định danh, là tôi sẽ trỏ cái sắc domain www của tôi về cái địa chỉ nào, và trong trường hợp này thì cái giá trị của nó mình sẽ không phải là IP nữa, mà giá trị của nó sẽ chính là cái tên miền chính của mình, thì đấy là trường hợp mình dùng CNAME. Còn bạn Hà Tuấn Hưng có hỏi lại là hosting khác VPS như thế nào thì cái này là chắc bạn vào muộn đúng không nhỉ? Nửa đầu buổi là các thầy đã chia sẻ về việc là sự khác biệt giữa share hosting với VPS rồi. VPS rẻ hơn, trâu hơn. Tuy nhiên là bạn đòi hỏi bạn phải có kiến thức quản trị nó chuyên nghiệp hơn, bạn phải tự cài đặt các cái tool để quản lý cái tài khoản của người dùng, về việc là làm thế nào để connect đến con server đó, làm thế nào để upload lên, và thậm chí bạn phải tự cài đặt cả web server, bạn cài đặt cả file server, bạn phải cài tất cả mọi thứ thì nó mới hoạt động giống như một con web server được. Bạn cũng phải tự fix Ờ à, đúng lỗi, rồi, VPN mà tự fix lỗi. treo game thì chết rồi. VPS rẻ hơn Hosting đấy, rất nhiều bên cung cấp VPS nó rất là rẻ. Là Ok, còn câu hỏi nào nữa không nhỉ? dùng VPS mới có lãi. Nó tùy vào nhà cung cấp, bởi vì thực ra là tại sao, bởi vì là khi mà bạn tìm các cái gói dịch vụ cung cấp bởi INET ấy, thì bạn so sánh cấu hình thì bạn sẽ thấy là những con VPS mình đang nói là nó đắt hay rẻ, là mình phải so sánh cùng cấu hình và cùng hoàn cảnh đúng không ạ? Thế nếu mà cùng cấu hình thì chắc chắn VPS thường sẽ rẻ hơn xe hosting nhá. Bên INET thì nó đưa ra những cấu hình của VPS thì thường nó sẽ để cấu hình cao hơn của xe hosting nhiều. À, chờ một chút thầy sẽ ví dụ nè, đơn giản là lại vào lại nhân hòa thôi. À, để thầy chia sẻ nào. Cái VBS nó đắt hơn thì thường là gì ạ? Ví dụ như một bài thật thì nó chia nhỏ, không quá nhỏ VBS thì đôi lúc là cái dung lượng của VBS hoặc là tốc độ xử lý của VBS nó cao ấy, thì các bạn vẫn vẫn hơn rất là nhiều so với hosting ấy, nếu mà biết cách sử Bây dụng. giờ thầy sẽ mở thử một cái VPS ở bên cạnh nha. Ở đâu nhờ? Máy chủ. SSD Cloud VPS. Đây rồi, ok. Mình xem nào. Bây giờ ví dụ như Cloud VPS A 86.000. Nó hẳn là một con Xeon. Các bạn hình dung ạ. Hẳn là một con Xeon. Một core. Và ổ cứng là 15 GB. Bây giờ sang bên này xem là một gói hosting share mà 86.000, đây là 88.000 này đi. Nó không dám nhắc đến là con CPU của nó là cái gì. Các bạn hình dung là nó không nhắc đến, có nghĩa là con CPU đấy nó cùi thôi. Dù nó là hai core nhưng mà hai core như thế nào? Hai core mà hai core cấu hình thấp đúng không ạ? Tiếp đến này. Ổ cứng là 15 GB thì bên này là ổ cứng bao nhiêu ạ? 8 GB đúng không ạ? Tiếp đến này. RAM. Thằng này là 1,5 GB. RAM thằng này là bao nhiêu? Cũng 1,5 GB, thế là ngang ngang nhau đúng không? Rồi, còn IP. Các bạn nhớ là thế này này, thằng VPS cái điểm khác biệt ấy, đấy là VPS nó có một cái IP thôi. Và bạn muốn bao nhiêu domain, bạn muốn bao nhiêu subdomain là phụ thuộc vào cái việc bạn cài một cái công cụ để làm web server và quản trị web server đấy như thế nào. Hoặc thậm chí bạn có thể quản trị thủ công bằng những cái bản ghi của nó cũng được. Thì nó là không giới hạn bất kỳ một cái tham số nào cả. Tham số là các cái tên miền hay là hosting các bạn chia sẻ ra là hoàn toàn do bạn tạo ra. Còn share hosting là nó sẽ bị giới hạn rất là nhiều thứ. Mà đấy giá thành nó ngang nhau nha. Cùng là 8x8K. Cho hai bài toán đấy, một là bài toán là các bạn dùng ngay, hai bài toán là các bạn phải tự đi làm mọi thứ, và đồng ý là gì, sản phẩm của bạn ấy nhiều hơn. Ví dụ là các bạn có thể sử dụng nhiều nhiều hoặc là nhiều
chưa được nhiều web hơn chẳng hạn, Yếu là các nhiều bạn ý web hơn đúng không? treo Treo game cày app tiền chẳng hạn, hoặc là game cài thêm một số phần mềm, ví dụ cài cài Photoshop chẳng hạn, Photoshop trên VBS chẳng hạn, nhưng mà hosting lại không làm được cái đấy. rồi thì anh giúp các bạn ý trả lời câu hỏi là cái gì nhỉ? Nói các bước ngắn gọn để tạo ra một trang web, mặc dù nó không liên quan chủ đề ngày hôm nay lắm nhưng mà thầy Hoàng Anh có thể trả lời nhanh câu hỏi đấy được đấy. Xong rồi chúng ta cũng kết thúc buổi ngày hôm nay nhỉ các bạn nhỉ. Nói chung là cái đơn giản là em xem sao lại tạo Ngắn ra gọn một các trong bước web để à? tạo ra một trang web thôi, thì thực ra web cũng chỉ có hai thành phần là code với lại media và database thôi. Cái này thì em cũng chưa hiểu được, bạn hỏi đang nếu mà câu đấy là chắc là bạn hỏi về cái câu câu số. Cái win và hosting ý, thì cái này nó chính xác là như này: khi mà bạn thuê một con VPS thì con VPS đấy bạn sẽ phải lựa chọn là đấy là VPS Windows hay VPS Linux. Nếu bạn chọn VPS Windows thì nó sẽ cài sẵn win cho bạn. Còn các bước để tạo ra một trang web thì bạn Cái học này cũng không rồi. nên trả lời những câu ấy, những cái câu đấy thì em thấy nó không 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 trọng tâm vào cái buổi hôm nay cho À, không lắm. sao cả, thực ra cũng kết thúc thôi, chúng ta kết thúc buổi ngày hôm nay thôi. Thì để tạo ra một trang web thì các bạn đang được học ở trên trường rất nhiều môn để tạo ra một trang web rồi đúng không ạ? Nên thầy sẽ xin sửa câu hỏi đấy thầy là: sau khi em code xong một trang web ở trên máy tính của em thì làm thế nào để em Vận đẩy nó trên hành mạng nó. đúng không ạ? Thì để đẩy một cái code của trang web của bạn đã hoạt động ở trên máy tính của mình lên mạng thì bạn cần sở hữu domain, bạn cần có một share hosting map cái domain đó vào hosting đó và vào dùng file manager đẩy code của mình lên. Nếu code của bạn có database thì phải tạo database trước và cấu hình đúng database, đúng username, đúng password. Đúng ạ? Đó, câu trả lời của thầy là như vậy. Ok, cảm ơn các bạn đã tham gia ngồi lắng nghe hai thầy hàn huyên đôi chút về DNS, về domain, về hosting, bổ sung một chút kiến thức của mình về cái thế giới rộng lớn đó đúng không ạ? Thực ra thì còn rất nhiều điều khác mà thầy cũng muốn nói với các bạn về cái thế giới đấy. Chúng ta có thể nói chuyện nhau cả ngày cũng không hết được. Nhưng mà trong phạm vi 2 tiếng của buổi ngày hôm nay thì nó sẽ chưa đủ. Ví dụ như các bạn có thể đặt ra những câu hỏi kiểu như là tại sao chúng ta phải chờ một vài tiếng hay thậm chí là đến 2 ngày thì cái DNS của chúng ta nó mới cập nhật. Thì thầy cũng có thể trả lời câu hỏi đấy nhưng nó lại cần rất nhiều thời gian nữa. Và bạn nào tò mò về câu hỏi đấy thì cứ đi tìm thầy An PH21 ở chiến trường nhá. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Thầy và thầy Hoàng Anh và cô Thanh chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Giờ thì có thể đi rủ người yêu đi uống trà sữa rồi về ngủ sẽ rất là ngon. Bye bye. Cảm ơn các bạn và cảm ơn cô Thanh. Dạ Cảm ơn vậy. thầy ăn có buổi Cảm ơn thầy. nói chung là Cảm thì ơn em. làm được rất là nhiều kiến thức và bổ ích đúng không? Bổ ích cho thầy cứ bổ ích cho trò. Rồi. Chúc các thầy ngủ ngon, chúc các em chơi vui nha. Rồi, chào chị. Và cảm ơn cô Thanh rất nhiều. Recording stop.